to the fallen leaf, to be with the broken one next time before I go. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với EPL Final Episode để chúng ta cùng nhau chứng kiến trận đấu chung kết trận đấu cuối cùng của EPL mùa xuân 2022, cuộc đối đầu giữa ONG và đối thủ của họ Top Esports. Hai đội tuyển đã từng đụng độ với nhau ở tại chung kết nhanh thắng và Top Esports là đội tuyển bắt buộc phải rớt xuống nhanh thua. Tuy nhiên rớt xuống nhanh thua thì Top Esports vẫn không nản lòng, họ có được một chiến thắng rất thuyết phục trước các thành viên phía Victorify và ghi tên mình vào trận chung kết. Đây thực sự là một mùa giải rất dài đối với Top Esports. Họ có mặt tại round đấu thứ hai của playoff và đã góp mặt vào trận chung kết tại mùa này, đó là một hành trình rất dài đối với họ. Còn IG thì đây là một mùa giải cực kỳ thành công. Họ có một sự thay đổi nhân sự tại khu vực đứng trên, đó là Bin, họ đẩy Sahu về khu đứng giữa và họ vẫn đang thể hiện rằng mình là một đội tuyển rất có duyên với mùa xuân, khi chính tại mùa xuân năm ngoái họ là đại diện của EPL đến với MSI và đã vượt luôn MSI. Đúng là như vậy, phải nói là IG luôn luôn có duyên với lại mùa xuân và không biết là ở trong ngày thi đấu hôm nay thì IG sẽ có thể tiếp tục chiến thắng và trở thành đại diện của Trung Quốc đến với khu vực MSI hay không đây. Có lẽ cho phải đợi, nhưng nên nhớ một điều, Top Esports cũng không phải là dạng vừa, họ cũng là một trong những đội được đánh giá rất cao tại mùa giải này khi họ đã thay được Wayward ở khu vực đường trên, và quan trọng hơn hết là ở khu vực đường dưới họ đang có được một mark vô cùng tuyệt vời, một sự kết hợp giúp cho Zaki Love đang thực sự càng ngày càng bẫy cao. Mặc dù đúng so với lại Zaki Love cái thời điểm mà anh ta còn đang cực kỳ bay ở Vitesse Gaming thì không bằng, nhưng anh ta cũng đang tìm lại được chính bản thân của mình một phần nào đó rồi. Đây thực sự là một mùa giải rất thành công đối với phía của RNG. Họ kết thúc giải vòng bảng ở vị trí thứ 2 và có được chiếc vé đến thẳng với round đấu thứ 4 tại giai đoạn vòng playoff, và họ đang thể hiện mình là một đội tuyển mạnh đến như thế nào khi liên tục có những trận thắng tại giai đoạn vòng playoff này. Một hành trình đến với trận chung kết tương đối thông thoáng dành cho Shaohu và những người đồng đội. Đối với đội hình đến từ bên phía của RNG, chúng ta được theo dõi về cái hành trình của Shaohu khi anh ta chuyển lên đường trên vào tại năm 2021 và có những thành công nhất định ở tại mùa xuân năm ngoái khi mà vô địch cả LPL lẫn cả MSI. Nhưng khi trở lại với khu vực đứng giữa tại mùa giải 2022 này thì Shaohu vẫn đang thể hiện rằng mình là một người chơi đứng giữa hàng đầu tại LPL. Bên cạnh những cái tên như là Rookie, như là Nai thì Shaohu vẫn giữ mình là một trong số những top tuyển thủ tại khu vực này, với việc anh ta có kinh nghiệm thi đấu dày dặn và cái cách mà anh ta giữ tay trong nhiều năm vừa qua cũng cho thấy được cái quyết tâm đến từ Shaohu. Với từ năm 2015 đến tận thời điểm hiện tại đã là 7 năm trời, anh ta vẫn đang là một midlane cực kỳ đáng chú ý. Đúng là như vậy, vẫn phải nói Shaohu là một trong những người chơi cực kỳ đáng chú ý. Mặc dù đã có liên tục những tình huống anh ta phải thay đổi vị trí, đầu tiên là khu vực đường giữa, sau đó lên khu vực đường trên, nhưng việc thay đổi vị trí đó cũng lại giúp cho các vị của ONG càng ngày càng mạnh hơn. Đặc biệt là vào thời điểm mùa xuân trước đó, việc Shaohu vẫn tiếp tục thi đấu cho ONG, và đặc biệt hơn là anh ta thi đấu ở khu vực đường trên, đã mang lại một màu tươi mới dành cho ONG và họ trở thành nhà vô địch của MSI 2021. Còn Nai cũng tương tự giống như vậy. Nai hiện tại đang không chỉ là đầu tàu, mà ngay từ thời điểm Tesport còn là một thế lực mới nổi thì Nai đã là một trong những nhân tố như vậy rồi. Cho nên điều này đang giúp cho các thành viên của Tesport vẫn đang tiếp tục đứng vững. Và ở ngày thi đấu hôm nay, nên nhớ họ bước đến với cái trận chung kết này là ở seed 5, có nghĩa là họ đã đánh bại được rất rất nhiều đội được đánh giá cao hơn họ rất nhiều ở trong vòng bảng. Đặc biệt nhất đó chính là V5, đội đứng đầu bảng xếp hạng của EPL mùa xuân, một trong những điểm cực kỳ ấn tượng. Và nên nhớ, chiến thắng của họ cũng đã có những sự cải thiện. Ở trong cặp trận đấu trước đó thì họ thắng 3-2, nhưng ở nhánh thua họ lại đánh bại với số 3-1, nó quá dễ thuyết phục đi. Một hành trình rất dài đối với phía của Top Esports. Họ thắng ở round đầu tiên trước Bilibili Gaming, một đội tuyển mà chúng ta
đánh giá họ rất cao ngay khi cái giai đoạn chuyển nhượng kết thúc, thì chúng ta nói rằng BLG sẽ là một team rất mạnh tại mùa giải này. Với những cái tên như là Fofo, như là Breeze, như là Uzi hay là Doggo, thì BLG đã bị đánh bại ở ngay round thứ 2 bởi bên phía Toy Sports, và khi bước vào ở tại round thứ 3 gặp một đội tuyển cũng rất mạnh, đó là Leaning, với những cái tên như là Tạc Giang, như Don B. Nhưng Toy Sports thậm chí đó là một trận đấu hủy diệt với tỷ số 3-0, và để rồi họ bước vào với đoạn round thứ 4 thì phải đụng độ cùng với một Victorify đang cực kỳ mạnh. Thời điểm đó thì ai cũng nghĩ rằng Victorify có thể sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với màn trình diễn cực kỳ áp đảo của họ tại trận vòng bảng của LPL mùa này. Tuy nhiên, chính Vify lại là đội tuyển bị đánh bại tới 2 lần bởi Toy Sports. Đầu tiên là tại round thứ 4 và sau đó là trận chung kết đánh thua vừa rồi. Thì Toy Sports đều cho thấy rằng mình là đội tuyển mạnh hơn so với Victorify, và họ hoàn toàn xứng đáng với chiếc vé với trận chung kết này. Họ đang có được một khu vực đứng trên cực kỳ nổi trội, đó không phải khác chính là Wayward. Mặc dù đúng có một cái nhược điểm, đó là cái khả năng chọn vị trí và mở giao tranh của Wayward nó vẫn đang là một cái điểm yếu, nhưng bù qua sớt lại cái khả năng đi đường của Trung Quốc nó thực sự quá vượt trội hơn so với lại tất cả các đường trên trong khoảng thời gian gần đây. Anh ta đánh bại gần như hầu hết, và nếu như anh ta được chọn những vị tướng mang thiên hướng đánh mạnh ngay từ giai đoạn sớm, ví dụ như là Ray, ví dụ như là Irelia, thì không cần phải nói tới Wayward biết mình cần phải làm gì. Anh ta chỉ cần một vài sự hỗ trợ nhẹ trong khoảng thời gian ban đầu thôi, sau đó Wayward sẽ biến khu vực đường trên của đối thủ trở thành một thảm họa hoàn toàn. Đây là một trong những điểm tôi rất ấn tượng dành Wayward, và nó cũng đang giúp cho các thành viên của Toy Sports lại có thêm nhiều điểm nhấn nữa. Họ không chỉ mạnh đường giữa, họ bây giờ đang có đến khu vực đường trên và một hỗ trợ đang rất đáng tin cậy, đó là Mark. Thực sự thì Wayward không phải là một cái tên quá quen thuộc đối với nhiều người, bởi vì đây là mùa giải đầu tiên anh ta thi đấu tại LPL. Nhưng đây không phải là tuyển thủ trẻ tuổi, không phải là những tuyển thủ sinh năm 2003-2004, mà thay vào đó anh ta sinh năm 2001, tức là hiện tại tuổi đời của anh ta cũng đang là không nhỏ so với những cái tài năng trẻ khác. Nhưng với việc mà anh ta được thi đấu, tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian vừa qua, cái tài năng của Wayward chưa được bộc phát, chưa được phát hiện. Thế nên khi mà được trao cơ hội thì anh ta tận dụng nó rất là tốt và thể hiện rằng mình đang là một người chơi đứng trên cực kỳ đáng chú ý tại LPL tại mùa này. Và chúng ta đang được theo dõi lại hình ảnh của RNG trong trận đấu với Top Esports. Xét về cái thông số đến từ bên phía RNG, bởi vì họ kết thúc giai đoạn vòng bảng ở vị trí thứ 2, nên là những thông số của họ là những thông số cực kỳ ấn tượng. Chắc là chỉ thua một chút về thông số giai vòng bảng so với Victorify mà thôi. Đúng là như vậy. Một số thông tin tới các thành viên của Top Esports, phải nói thẳng ra khả năng first blood của họ là một trong những điểm tôi cực kỳ ấn tượng, 51%. Tức nghĩa là bọn họ luôn biết cách làm sao để tạo được một lợi thế đầu game, đôi khi sẽ đến từ những tình huống găng ở khu vực đường trên, mang lại rất nhiều những bài hạ gục dành cho Wayward. Còn đây chính là các thành viên của RNG. Bin, thật ra nếu như chúng ta đã nhắc về Wayward, chúng ta phải nhắc về Bin. Cái sự thay đổi này đang giúp cho các thành viên của RNG một phần nào đó có được những bước tiến triển. Mặc dù đồng ý Bin đôi khi cũng có những phong độ rất trôi sụp, nhưng cái quan trọng hơn là cái cách thể hiện của Bin. Có những trận đấu anh ta vẫn biết cách mình cần phải làm gì. Đôi khi có những trận đấu Seohu không phải là người nhân vật chính, mà Bin lại là nhân vật đáng chú ý đến với những pha xử lý phải nói thẳng ra là điên cuồng. Còn cái pha highlight này không cần nói tới rồi. Đây là pha mà Vify ở trong trận đấu cuối cùng, họ cố gắng làm sao để có thể băng trụ và dứt điểm được Wayward. Nhưng Wayward nói rằng làm gì có cái chuyện quái quỷ đấy, và ngay lập tức anh ta có được những hạ gục cho bản thân của mình. Thực sự thì đó là một màn trình diễn Irelia cực kỳ ấn tượng đến từ đường trên bên phía của Toy Sports. Cuộc đối đầu giữa hai người chơi đường trên là Rick cộng với Wayward thì ngày hôm trước chúng ta đã có kết quả. Rick là một cái kiếm, còn Wayward là một cái khiên. Cái khiên nó quá cứng và cái kiếm đến từ Rick đã không thể nào xuyên qua nổi. Và thực sự thì Wayward đang thể hiện được cái vai trò của anh ta trong đội bên phía Toy Sports nó tích cực đến như thế nào. Và đấy là lý do vì sao mà anh ta bắt buộc cho Zoom phải dự bị. Zoom là một đường trên vẫn luôn được đánh giá rất ổn định ở tại LPL, và thực sự thì đây là một người chơi đường trên cũng không những có danh mà đã còn có cả thành tích ở tại LPL nữa. Và cái lối chơi của Zoom cũng là một lối chơi cực kỳ chắc chắn tại khu đường trên. Nhưng rõ ràng là so với Wayward tại thời điểm hiện tại thì việc Zoom dự bị là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trong khi đó thì đường trên của RNG ngày hôm nay vẫn là một cái tên mà chúng ta nói rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Anh ta chuyển từ màu áo của Suning cũ là Weibo sang, thay thế anh ta là The Shy. Tôi đồng ý một quan điểm là The Shy khi lắp vào đội hình của Weibo Gaming thì hợp hơn so với Bin. Nhưng Bin khi sang RNG thì anh ta không yếu đi. Anh ta vẫn là một người chơi đường trên có kỹ năng cá nhân rất cao. Và khi phần còn lại của RNG vẫn duy trì được phong độ và kinh nghiệm của mình, thì Bin đang là một đường trên cũng có được rất nhiều đất diễn ở trong những vòng đấu cuối cùng dạng vòng bảng cũng như những cái vòng đấu playoff gần đây. Quan trọng hơn là cái cách mà Bin tạo điểm nhấn, anh ta luôn biết cách làm sao để có thể có được những điểm ấn tượng, những điểm cộng, và đôi khi đó là những điểm nhân nữa ở trong một đội hình mà dàn sao đến từ RNG là cực kỳ nhiều. Đó là Gala, đó là Seohu, và đôi khi quay vào trong khu vực rừng nữa, rất nhiều những điểm ấn tượng dành cho các thành viên của RNG. Nhưng Bin vẫn biết cách mình cần phải làm gì với một meta mà khu vực đường trên không hẳn là một đường được đánh giá cao lắm, vì khả năng carry cũng có hạn. Thì Bin là người biết cách mình cần phải làm gì. Đôi khi sẽ cần một người carry, Bin cũng sẽ carry được. Và khoảng thời gian gần đây, đôi khi Bin cũng có một số sự thay đổi về lối chơi nhẹ. Đó là những vị tướng tạo những điểm nhấn dựa trên những pha giao tranh, ví dụ như là Ragas chẳng hạn, khả năng chống chịu.
nhưng đúng là như vậy. Và chính điều đó đang giúp cho cái lối chơi của Bin đa dạng hơn. Anh ta đã cố gắng thay đổi và những cố gắng đó nó đang mang lại một kết quả rất tốt, đó là ONG bước được vào trong trận đấu chung kết với một dàn đội hình. Mặc dù Bin được đánh giá là người chơi hiện tại đang có phong độ không được ổn nhất trong đội hình của ONG, nhưng được đánh giá như vậy không có nghĩa anh ta là người yếu nhất. Anh ta vẫn sẽ biết cách mình cần phải làm gì trong những tình huống mà ONG đang gặp một vài pha khó khăn, một vài tình huống ngặt nghèo. Và đôi khi chính điều đó lại giúp cho ONG càng ngày càng đang tỏa sáng hơn rất là nhiều. Chúng ta được theo dõi lại những lịch sử đối đầu thì ONG đang toàn thắng. ONG thực sự đang có một lịch sử đối đầu rất có lợi trước về phía TopSport. Và ở tại LPL mùa này cũng tương tự là như vậy. Khi chúng ta thấy rằng ở tại cặp trận BO5 gần nhất thì TopSport đã là những người thua cuộc trong cuộc đụng độ tại chung kết đánh thắng với bên phía của ONG. Một mùa giảm chúng ta hay nói rằng bên phía của ONG là đội có duyên hơn tại mùa xuân, rồi họ cũng đang là những cái cá nhân có rất nhiều kinh nghiệm và phong độ hiện tại của họ cũng đang tốt hơn nữa. Tại cặp trận gần nhất giữa cả hai thì có vẻ chênh lệch lớn nhất xuất hiện tại khu đường dưới. Gala có một ngày thi đấu hoàn toàn áp đảo cho Checkerlab, kể cả những game đấu thua của bên phía ONG trong cặp trận đó thì Gala cũng thể hiện một bộ mặt vượt trội hoàn toàn so với Checkerlab, và điều đó khiến cho bên phía TopSport phải giải một bài toán ngày hôm nay là làm cách nào đó cho Checkerlab có nhiều đất diễn hơn, làm cách nào đó anh ta sẽ phải thể hiện được mình tốt hơn trong cặp trận gần nhất với bên phía ONG nếu như không muốn TopSport phải lặp lại kịch bản tại cặp trận BO5 gần nhất. Nếu chúng ta nói về Checkerlab thì thật sự vừa nói ở trong cái cặp trận đối với V5, Checkerlab cũng không thực sự có nhiều đất diễn lắm. Người mà được nhắc đến nhiều nhất đó là Wayward và sau đó lại là Thiên và Nai. Đây cũng là người mà tôi muốn nhắc tới, đó chính là Thiên. Thiên bước tới trong cái trận đấu playoff này với một mắt xích được đánh giá là yếu nhất đến từ các thành viên của TopSport. Nhưng anh ta trong cái cuộc đụng độ V5 anh ta lại là người tỏa sáng, chắc là thuộc dạng nhất nhì rồi. Anh ta biết cách làm sao để thủ ram được người ta, khiến cho Kasa gần như bị câm nín ở trong toàn bộ tất cả những ván thi đấu còn lại sau khi mà các thành viên của V5 có được chiến thắng đầu tiên ở trong ván thi đấu đầu tiên. Và chính điều đó đã giúp cho các thành viên của TopSport dễ dàng đánh bại V5 với số là 3-1. Và nên nhớ, trong tất cả những trận đấu đó, ai là người mang được lợi thế đầu tiên thì các thành viên của TopSport không ai khác, chính là Thiên. Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng của Thiên. Và tôi hy vọng là với phong độ này thì Thiên sẽ bước đến trận đấu chung kết này cũng y chang như là cái phong thái mà anh ta đã đánh bại được các thành viên của V5 ở trong những ngày thi đấu trước. Và đã 8 năm rồi, thưa các bạn, đã 8 năm rồi chúng ta mới có một trận chung kết của LPL với 10 cái tên toàn là người Trung Quốc. Đây là một cột mốc mới của LPL, cho thấy được cái chất lượng đến từ các cái nội binh của họ là cao đến như thế nào, từ những cái con người mà họ đào tạo ra từ những lò đào tạo trẻ. Có rất nhiều những gương mặt đến từ lò đào tạo trẻ của LPL như là Bin, như là Way, như là Gala, như là Tien, như là Mark, hay là kể cả Nai, Wayward và Checkerlab nữa, đều là những người Trung cả. Họ đang dần giảm đi những cái tác động đến từ những cái người chơi Hàn Quốc trong khu vực LPL. Thực ra thì vẫn còn đó rất nhiều những tác động đến từ người chơi Hàn ở tại khu vực này. Chúng ta không thể phủ nhận rằng những cái tác động đến từ các cái player Hàn Quốc trong nhiều năm vừa qua đang giúp LPL lên ngôi vô địch ở chung kết thế giới MSI hay các giải đấu quốc tế, hay là mặt bằng chung của giải đấu cũng được đẩy lên rất cao nhờ những người Hàn. Nhưng càng ngày thì những người Trung càng đang khẳng định vị thế của mình. Và từ 2014, tức là thời điểm mà chúng ta chưa có những cái cuộc di cư từ du đấu từ những cái người chơi Hàn sang bên phía Trung Quốc, thì đến thời điểm hiện tại chúng ta mới có một cặp trận chung kết mà toàn là người Trung. Đúng là như vậy. Có một cái cặp chung kết mà tôi không nhớ rõ đó là chung kết hay không, nhưng cái cặp chung kết đó vẫn có một số cái tác động đến từ người Hàn. Cái thời điểm đó là thời điểm mà Jin Dong Gaming vẫn còn Logan thì phải, tức là thời điểm đó nữa. Là lúc đó là cái thời điểm mà Trung Quốc cái toàn người Trung Quốc đầu tiên, tôi nhớ không lầm là TopSport là đội vô địch trong một đội hình mà không hề có bất cứ một người Hàn nào cả. Đó là một trong những điểm rất ấn tượng. Nhưng sau này thì vẫn có những tác động của người Hàn lên tất cả các đội của khu vực EPL, và đại đa số những đội vô địch đều có sự tham gia đến từ người Hàn, cho nên là đó là một trong những điểm mà nó đang khiến cho bên phía của EPL đôi khi có những cuộc tranh cãi. Nhưng đây là một trận đấu chung kết và chắc chắn sẽ không hề có bất cứ một cuộc tranh cãi nào cả, bởi vì đơn giản thôi, cả hai đều đang sở hữu những đội binh quá chất lượng đi. Và khi mà nhắc đến tên của họ thì chắc chắn ai cũng biết, một trong những điểm cực kỳ ấn tượng đang giúp cho cuộc cạnh tranh này nó đang càng ngày càng sôi nổi hơn. Và quan trọng hơn hết, đội nào giành chiến thắng trong cặp trận đấu này sẽ là đội đại diện của MSI. Cho nên chắc chắn rồi, bạn đang là một đại diện mà toàn bộ 5 thành viên đều là người nội binh, thì đó là một trong những điểm mà chắc chắn là các fan của EPL họ thực sự sẽ rất rất thích. Năm 2018 là một năm mà EPL lên ngôi vô địch chung kết thế giới lần đầu tiên, thì đó cũng là một đội hình IG với hai người Hàn là Rookie cộng với The Shy. Sang đến 2019 thì FunPlus Phoenix cũng lên ngôi vô địch với người Hàn trong đội hình của họ chính là Đơn Bi. Và thực sự mà nói thì những cái tác động đến từ người Hàn trong những năm vừa qua ở tại khu EPL là có, nhưng hiện tại thì trận chung kết này đang là toàn những người Trung cả.
Vẫn còn đó những người Hàn rất nổi cộm ở tại LPL. Như các bạn thấy ở trận vòng playoff diễn ra thì trước đó chúng ta có rookie hay là ngoại binh đến từ khu vực PCS cũ, PCS LS cũ, tức là Kasha. Rồi thì trong ngõ Weibo Gaming chúng ta cũng sẽ có những cái ngoại binh hoặc là có những người Hàn như kiểu The Sai chẳng hạn, thì cũng là những cái player rất là đáng chú ý và họ đang vẫn tác động rất mạnh đến với lối chơi chung của LPL. Nhưng ngày hôm nay thì ANG cộng với TOEESPORTS đang thể hiện một bộ mặt khác. Họ là những đội tuyển thường xuyên không dùng ngoại binh. Và bây giờ thì họ đang có mặt ở tại trận chung kết này và xác định xem đội tuyển sẽ đại diện cho Trung Quốc đến với MSI sắp tới, cũng như đây sẽ là trận chung kết để có thể phần nào đó đánh giá các sức mạnh của các player và chuẩn bị cho ASEAN. Asian Games thực sự là một đấu trường mà bất kỳ một tuyển thủ nào đang thi đấu ở tại PL cũng đều mong muốn rằng mình sẽ là đại diện của khu vực Trung Quốc đến với ASEAN sắp tới. Đó là một giải đấu rất lớn, tầm cỡ quốc tế và sẽ có một cái mức độ ảnh hưởng rất cao đối với các tuyển thủ. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cặp trận mà chắc chắn là cái quyết tâm của cả hai đội tuyển đến từ trận chung kết này, cả 10 player đều sẽ cực kỳ quyết tâm. Các đội sẽ phải làm tất cả những gì có thể để trở thành người được đánh giá cao tại kỳ để trong cái cuộc tuyển chọn cho ASEAN vừa rồi. Nên nhớ, cả hai đội đều đang sở hữu những người chơi đường giữa, đường trên, và ngay cả là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ cực kỳ xuất sắc khu vực rừng cũng tương tự giống như vậy. Và đây sẽ là cuộc đụng độ xem đội nào sẽ là đội được sáng, tức là sẽ là đội được tuyển chọn, có được tỷ lệ tuyển chọn cao hơn so với lại đối thủ còn lại. Cuộc đụng độ mà chắc chắn rồi, không chỉ là sẽ tuyển chọn cho ASEAN, mà nên nhớ trước mắt vẫn còn đang là MSI ở phía trước. Khu vực EPL đang là khu vực vô địch MSI, họ vẫn đang giữ được chiếc cúp, đó là các thành viên của ONG. Và nếu như ONG là đại diện của EPL tham gia vào đấu trường MSI thì biết đâu đó cái cơ hội họ giữ lại chiếc cúp ở nhà tiếp thì sao, đâu có thể nào biết được. Bởi vì EPL sẽ đánh ở nhà và chiếc cúp thì tôi nhớ lầm là nhưng cũng đang ở nhà của bên phía ONG nữa. Cho nên nếu như các thành viên của ONG họ giành chiến thắng trong cặp trận đấu này, và nếu như mà họ là nhà vô địch của MSI, thì chiếc cúp này sẽ không cần phải đem đi đâu cả, họ vẫn sẽ tiếp tục được giữ nó thêm một năm nữa. Và chắc chắn rồi, các fan của EPL cũng rất muốn điều này luôn. Thực sự thì EPL trong những năm vừa qua họ đã có được rất là nhiều những thành tựu của mình. Một kỳ chung kết thế giới mà EDG đã lên ngôi vô địch và họ lấy lại được cái ngôi vô địch của cả MSI lẫn cả chung kết thế giới trong vòng một năm. Đó thực sự là một thành tích rất tốt. Và năm nay thì chắc chắn rồi, khu vực Trung Quốc vẫn sẽ là khu vực hàng đầu mà chúng ta nhắc tới khi mà họ bước chân vào các giải đấu quốc tế. Trong đó chúng ta sẽ có MSI, chúng ta sẽ có chung kết thế giới, chúng ta sẽ có thêm một đấu trường mới đó là ASEAN ở tại năm 2022 này. Thì sẽ có rất nhiều những cái thử thách trước mắt cho LPL khi mà Hàn Quốc vẫn đang là một khu vực rất mạnh và họ sẵn sàng cạnh tranh với LPL ở bất kỳ một giải đấu quốc tế nào cả. Tuy nhiên thì với đội hình hiện tại của cả ANG lẫn TOEESPORTS, đây là những đội hình có rất nhiều những player có chiều sâu về mặt kỹ năng cá nhân và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế lâu năm nữa, thì đây sẽ là một trong số những cái kỳ vọng rất lớn trong năm 2022 này dành cho cả hai bước chân ra các đấu trường quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh một chút về thông số đến từ cả hai người chơi đứng giữa. Nai cùng với Xiaohu, hai midlane hàng đầu tại LPL tại thời điểm này, và họ trong nhiều năm vừa qua cũng luôn luôn giữ được vị trí của mình tại khu vực giữa. Đúng là như vậy. Và lối chơi của hai đội cũng có một số sự khác biệt một tí xíu. Xiaohu thì thiên hướng hỗ trợ cánh của mình nhiều hơn, dựa trên một con Ryze và một con Galio. Và đây cũng là điều mà tôi nghĩ là Nai cũng sẽ chịu khó thay đổi mà thôi. Đồng ý nhìn vào những thông số để chúng ta không thấy sự xuất hiện đến từ con Galio. Nhưng nên nhớ, con Galio chính là con đã có tác động rất lớn ở trong cặp trận đấu giữa TOEESPORTS và P5. Nó đã mang lại gần như hết tất cả những chiến thắng. Thì chắc chắn ở trong ngày thi đấu hôm nay, con Galio vẫn có thể nằm trong những lượt cấm và chọn, và đặc biệt hơn, nó có thể là một cuộc tranh giành đến từ cả hai đội. Nhìn vào những thông số chúng ta cũng thấy rõ ràng là hiện tại Nai đang có một số sự vượt trội hơn về khả năng đẩy lính, về khả năng lượng tiền và tất cả mọi yếu tố, thì anh ta đây là người đánh giá cao hơn. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc đó chính là Xiaohu không mang lại những tác động. Nên nhớ mỗi người một lối chơi, và lối chơi của Xiaohu đang giúp cho tất cả các cánh của ONG lúc nào cũng tự tin. Và nên nhớ, Gala xanh không phải là bởi vì một mình anh ta có thể làm được tất cả, chắc chắn phải nhờ yếu tố từ rất nhiều người, và trong đó có sự đóng góp rất lớn đó từ Xiaohu. Chính xác là như vậy, cặp đối đầu giữa Xiaohu và Nai khu đứng giữa sẽ có một tác động cực kỳ mạnh tới với cặp trận này. Cả hai người chơi đi rừng đều là những cái người chơi có khả năng đánh tấn công sớm. Wei thì có phương hướng gọi là kiểm soát một chút, farm một chút. Tuy nhiên thì nếu như có cơ hội tấn công, anh ta vẫn sẽ có những tình huống tấn công sớm mà thôi. Và
khi mà người chơi đường giữa có được khả năng thi đấu tốt hơn, họ sẽ kết hợp cùng với rừng để tác động ra hai đường cánh. Meta hiện tại vẫn là meta như vậy, meta vẫn sẽ là mid rừng đi chung với nhau, mid rừng kết hợp cùng với nhau và tác động sang một khu vực đường cánh nào đó cụ thể. Thì ngày hôm trước họ đã giúp cho Gala có được một thế trận khu đường giữa cực kỳ xanh xao. Bản thân Gala đã đi đường vượt trội hơn so với Checkerbub rồi, có thêm áp lực đến từ bộ đôi Way cộng với Shao nữa, thì đường dưới của bên phía Toy Fox ngày hôm đó thực sự là một ngày rất rông bão đối với họ. Còn khu đường trên thì Vin, cái việc mà anh ta mở rộng bảy tướng, cái việc mà anh ta đa dạng lối chơi của mình khu đường trên với những chất tướng có khả năng đánh thủ hòa, đang giúp cho bên phía Anji có thể có nhiều những khoảng trống, có nhiều thời gian hơn để dồn tài nguyên xuống dành cho Gala. Đúng là như vậy. Và quan trọng hơn hết đó chính là nên nhớ là hồi đợt vòng bảng, cặp đôi rừng và đường giữa được đánh giá cao nhất là Rookie và Kasa. Nhưng khi đụng độ với Top Esports thì Nai và Thiên lại là người giành được chiến thắng. Một quan trọng hết, họ giành chiến thắng cách áp đảo hoàn toàn, họ cho đối thủ gần như không thể thở trong bất cứ một lần nào cả. Còn đây, đây chính là những sự lựa chọn mà các thành viên của ONG họ đã dùng nó để mang lại những chiến thắng cho bản thân của mình. Camille, Galio, Nautilus, Ari, Rai, Vigo, Aphelios, Leona và tiếp theo đó là Ray, Lee Sin cũng như là Renata Class. Những sự lựa chọn nó rất là phổ biến rồi. Nhưng cái quan trọng hơn hết là cái mà chúng ta nhìn thấy, đây là Rai, đây là Galio và đây là Ari. Ba con tướng lúc nào cũng giúp cho Seoul tìm được những chiến thắng với việc mang lại cho Gala những nguồn sức mạnh. Và hãy nhìn, không hề có bất cứ một con tướng xạ thủ nào mang theo hướng hỗ trợ cả, đều là những vị tướng xạ thủ mang theo hướng carry rất tốt để có thể giúp cho Gala tỏa sáng trong đội hình này của anh chị. Toy Spot có những key pick khác, đó là Ray, Lee Sin cộng với Rata Class. Ray là con Ray khu đường trên của Wayward, anh ta đánh con này cực kỳ ghê và anh ta thậm chí đã có những tình huống dùng Ray để có thể đè lane và solo kill đối phương liên tục nữa. Trong khi đó thì có một chút sự khác biệt khi mà Lee Sin của TN sẽ xuất hiện nhiều hơn. Way không phải là người dùng Lee Sin nhiều, anh ta là một người chơi đi rừng mang thiên hướng đánh những vị tướng chống chịu thuần hoặc là hướng tới những vị tướng như Viego để hỗ trợ cùng với những đồng đội sớm nhiều hơn và đánh Lee Sin so với TN. Renata Class cũng là lựa chọn đặc trưng của anh chàng Mark tại mùa giải này so với con Nautilus đặc trưng khác của mình phía bên kia. Camille là một lựa chọn mà bên phía của Anji thường xuyên lựa chọn cho Bin vì đây là tướng thủ của anh ta. Thời mà anh ta còn chưa đánh chuyên nghiệp thì ID rank Hàn của anh ta là Love Camille. Thực sự thì đây là một vị tướng mà anh ta có cái độ thành thạo cực kỳ cao và vẫn có khả năng kết hợp với những người đồng đội, đặc biệt là kết hợp với những vị tướng như kiểu là Galio của anh chàng Xiaohu hoặc là 2F nữa. Đó là những cái combo giúp cho bên phía của Anji có được một cái áp lực cánh trên rất là tốt. Và nếu như Bin được dồn tài nguyên, thực ra anh ta vẫn là một vị trí có đủ khả năng carry. Đúng là như vậy. Nên nhớ Bin, nên nhớ một điều đó, đồng ý là Bin bây giờ đang có những sự thay đổi khá là lớn ở trong những sự lựa chọn tướng cho mình. Nhưng sở trường của ta vẫn là khả năng carry. Đồng ý là so với lại những người chơi carry khác, ví dụ như là bây giờ hiện tại đang là Wayward nè, thì hơi khó để có thể so sánh bằng được. Nhưng nên, nhưng Bin vẫn biết cách mình cần phải làm gì, cho nên chúng ta không thể nào có thể phủ nhận được. Trong một ngày thi đấu mà Bin sẽ có thể tỏa sáng ở bất cứ một lúc nào đó, anh ta sẽ có thể mang lại một sự tin tưởng tuyệt đối đến từ những đồng đội của mình. Đồng ý là ở hồi đầu mùa giải thì Bin vẫn có một số sự chật vật nhẹ, nhưng càng ngày khi bắt đầu vào form rồi thì Bin đây là một trong những nhân tố không thể nào thiếu được. Đôi khi trong một đội hình bạn cần phải có những chiến binh thầm lặng, thì Bin là người đóng góp một cái vai trò rất quan trọng với cái chiến binh thầm lặng đó, và đó là một trong những tác động rất lớn đã mang lại cho các thành viên của anh chị đến với trận đấu cuối cùng, đến với trận đấu chung kết. Họ đã đánh bại gần như họ chưa hề bước phải bất cứ một cái giánh thua nào cả. Họ vẫn đang giành thắng và họ cứ băng tới với trận chung kết này với đội thắng toàn bộ tất cả những trận đấu playoff trước đó. Còn trong khi đó Top Esports đánh bại V5 thì mới có thể vào được trận đấu chung kết. Tôi đánh giá rất cao cặp đôi đường dưới bên phía của ANG. Bên phía Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có bộ đôi đường dưới, đó là Gumayushi cộng với Karia của T1. Đây là bộ đôi đường dưới được đánh giá cực kỳ cao tại thời điểm này tại đấu trường quốc tế. Không chỉ là Hàn Quốc mà Gumayushi cộng với Karia bây giờ có thể gọi là một trong số những cặp bot hàng đầu tại thế giới rồi. Và nếu như để so ra cùng với cặp bot của T1 tại thời điểm này thì có hai ứng cử viên. Đầu tiên là đội đường dưới của EDG, như chúng ta vẫn nói họ đã lên ngôi vô địch tại chung kết thế giới năm ngoái. Nhưng khi EDG không có được thành tích quá tốt ở tại LPL mùa này, họ bị loại từ rất sớm bởi Weibo Gaming tại playoff, thì câu hỏi đặt ra là cặp bot nào bên phía LPL có thể so sánh được với cặp bot bên phía T1 và phía LPL ở LCK, thì chỉ còn lại bộ đôi đường dưới của AMG mà thôi. Và Minh cộng với Gala đang thể hiện điều đó. Gala cộng với Minh có khả năng đi đường rất mạnh, và cái kinh nghiệm thi đấu lâu năm đến từ Minh đang cho phép anh ta làm được rất nhiều điều tại mùa giải này. Anh ta chính là player có mặt trong đội tiêu biểu đầu tiên của LPL, và cái kinh nghiệm thi đấu lâu năm của Minh cho phép anh ta có những tình huống di chuyển trên cơ hoàn toàn so với hỗ trợ đối phương. Đây thực sự đang là bộ đôi đường dưới cực kỳ mạnh. Họ từng lên ngôi vô địch tại LPL mùa trước, họ từng lên ngôi vô địch tại MSI, và cái thời điểm mà họ vô địch MSI cũng là thời điểm mà Gala cho thấy được cái tố chất đánh xạ thủ của anh ta tốt được như thế nào. Và kinh nghiệm thi đấu trong xuyên suốt một năm vừa qua ở tại LPL thì tôi tin rằng đã giúp cho một cái tuyển thủ trẻ tuổi như Gala tích lũy được khá là nhiều kinh nghiệm.
đúng là như vậy. Và có quan trọng hơn hết đó chính là Minh không chỉ là một người có được những pha di chuyển cực kỳ tinh quái, mà nếu như Minh cần là một người hỗ trợ bay thư hướng bảo kê thì ta luôn biết cách mình cần phải làm gì. Tôi vẫn còn nhớ con Tam Ken rất là khó chịu của Minh ở trong xuyên suốt vòng bảng. Tất cả con Tam Ken và khả năng bảo kê của anh ta là trên cả sự tuyệt vời. Không bất cứ một nhân tố nào có thể cản được Gala cả. Một phần nó đến từ khả năng bảo kê rất xuất sắc đến từ Minh. Chơi bất cứ một lối chơi nào thì Minh vẫn có thể làm được. Khả năng call cũng rất tốt. Và quan trọng hơn hết, với một người kinh nghiệm lâu năm thì việc tinh thần, tâm lý của bạn vẫn là một chuyện nó quá dễ hiểu dành cho Minh rồi. Còn trong khi đó thì phía bên kia Toy Sport sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều. Nói về cặp đôi xạ thủ hỗ trợ thì có lẽ như bên phía Toy Sport đang bị đánh giá thấp không tí xíu khi mà Zach Lop đang phong độ không ổn. Còn Mark cho tới mùa giải này thì Mark mới được đánh giá cao, rất cao. Còn trong những mùa giải trước thì chắc có lẽ chỉ ở mức độ khá mà thôi. Nhưng biết đâu đó, ở trong ngày thi đấu hôm nay, Mark lại là người có được một phong độ tốt hơn, thi đấu tốt hơn, di chuyển ổn hơn và mang lại cho những người đồng đội của mình được những chiến thắng nhất định. Nên nhớ cả hai đều đang có cùng một điểm chung, đó chính là đều di chuyển cực kỳ tinh quái. Nhưng Minh lại là người luôn luôn được đánh giá cao hơn về khả năng đó, bởi vì kinh nghiệm của ta thi đấu cao hơn. Cho nên ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu rất khó khăn cho Mark. Cũng không trách được, bởi vì Mark cộng với Jack Love mới đánh chung với nhau một thời gian ngắn mà thôi. Họ đã bước chân được trận chung kết đã là một thành công tương đối lớn đối với họ rồi. Còn việc yêu cầu họ sẽ phải thắng Minh cộng với Gala, tôi nghĩ là sẽ tương đối khó khăn trong ngày thi đấu hôm nay. Họ sẽ cần đến sự hỗ trợ của cặp đôi mid rừng bên phía Toy Sport là Thiên và Nai. Thiên và Nai nếu như tiếp tục thể hiện tốt giống như cặp trận gần nhất gặp các thành viên phía Victory Fire thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể làm được điều đó, giúp cho Jack Club cộng với Mark có thể triệt tiêu đi cái điều kiện thắng của Andrew Sekanh của đội đứng dưới của họ. Một ngày thi đấu mà có lẽ như cả hai đội đều được đánh giá ngang ngửa nhau cả, khi họ cũng có những mắt xích không được đánh giá cao. Ví dụ như là phía bên kia chúng ta có Bin, phía bên này chúng ta có Thiên. Nhưng nên nhớ là họ không được đánh giá cao bởi vì cái phong độ của họ đã bị trồi sụp so với lại những người đồng đội còn lại thôi. Chứ còn lại thì bọn họ vẫn đang biết cách mình cần phải làm gì, họ vẫn tỏa sáng đúng nơi đúng lúc. Và lại là gần đây nhất, cả Thiên và cả Bin đều đã có được những tiếng nói riêng ở trong playoff. Đồng ý là về vấn đề kinh nghiệm thì Bin đang gặp một số vấn đề nhẹ. Tại vì anh ta, nếu mà so với lại Thiên phía bên kia thì anh ta chưa hẳn là một nhà vô địch. Còn trong khi đấy thì Thiên khác hoàn toàn. Thiên đã trở thành nhà vô địch không chỉ là ở EBL mà anh ta còn... xin lỗi các bạn, là Thiên là nhà vô địch của chung kết thế giới. Đã từng là nhà vua và nên nhớ anh ta đã từng là MVP của chung kết thế giới nữa. Cho nên ở trong ngày thi đấu hôm nay thì không thể nào có thể lường trước được bất cứ mọi vấn đề gì cả, kể cả là Thiên, kể cả là Bin. Hai người được đánh giá không được cao lắm ở cả hai đội, nhưng họ sẽ có thể chứng minh cho tất cả chúng ta là những nhận định của chúng ta sai hoàn toàn. Một trận đấu ở đẳng cấp cao của Liên minh huyền thoại thế giới, và chắc chắn là khâu cấm bất chọn sẽ là một khâu siêu siêu quan trọng. Cả hai đã đều đụng độ với nhau ở tại mùa giải này tại cặp trận BO5 tại chung kết đánh thắng rồi. Tôi tin là cái độ hiểu nhau đến từ cả hai huấn luyện viên cũng như các tuyển thủ sẽ là rất cao. Và để xem họ sẽ chuẩn bị cho chúng ta khâu ban pick như thế nào. Những chất tướng trong meta trong khoảng thời gian vừa qua xuất hiện nhiều, và các bạn cũng được theo dõi các bể tướng đến từ cả hai bên rồi. Thì để xem liệu rằng cấm chọn ngày hôm nay có gì đặc biệt, có gì bất ngờ đến từ cả hai đội hay không. Ở tại cặp trận BO5 gần nhất của cả hai đối đầu với nhau thì chúng ta thấy có một vài sự xuất hiện bất ngờ, ví dụ như có Tristana của Gala chẳng hạn. Tristana đi cùng với Rao và tạo ra một cái áp lực đi đường tương đối lớn dành cho bên phía của RNG tại khu vực đường dưới, thậm chí đã có những tình huống 2v2 thắng để lấy mạng sớm nữa. Thì liệu rằng ngày hôm nay có những chất tướng tương tự xuất hiện tại khu vực đường dưới đến từ cả hai hay là các khu vực đường khác hay không? Thực sự thì đây là một cặp trận BO5 ở đẳng cấp cao, và những cái điểm mạnh đến từ cả hai chắc chắn sẽ được bộc lộ. Về bể tướng rộng, về lối chơi đa dạng chắc chắn sẽ được cả hai triển khai và dùng nó để làm lợi thế trong khâu ban và pick, cùng với đó là những cái khả năng kết hợp những cái đội hình mà chúng ta sẽ cùng được theo dõi xem là liệu rằng họ sẽ thiên nặng về cái khả năng giao tranh tổng với khả năng kết hợp đội hình, hay sẽ thiên về khả năng đi đường đè lên nhiều hơn. Nói về khả năng giao tranh thì có lẽ cả RNG và cả Toy Sport đều mạnh về cái khoản này cả. Chúng ta nên nhớ là Toy Sport họ là đội đã giành được chiến thắng trước V5. Không cần phải nhắc nhiều về những trận đấu trước đó, chúng ta cứ nhắc về cái trận đấu gần nhất là được. Tức là trong trận đấu gần nhất, cái màn thể hiện rõ ràng nhất của họ đó chính là những tình huống đấu 5 năm. Họ chọn những đội hình theo thiên hướng đấu 5 năm, nhưng trong giai đoạn đi đường họ không hề gặp bất cứ một cái vấn đề lớn gì cả. Và từ những tình huống giao tranh đó, họ mang lại rất nhiều lợi thế dành cho đội hình của họ. Mạng hạ gục đúng vào người mà cần có được những mạng hạ gục. Và đặc biệt hơn hết đó chính là cái khả năng mà họ có thể tìm được những sự đột biến là có. Nay thì ở trong vòng bảng người ta không được đánh giá cao lắm về khả năng tạo đột biến. Nhưng càng về sau, khi bắt đầu giải đấu nó càng đi tới những hồi kết,
thì chính Nai lại là người đã có được những màn tỏa sáng rất ngoạn mục. Anh ta đã hưởng được, tôi nhớ là như từ hai cái MVP ở trong loạt trận đấu giữa Top Esports và FIFA. Và đó chính là điểm ấn tượng rất lớn dành cho Nai. Và đây cũng là một trong những cách để có thể giúp cho Nai có được một tinh thần rất tốt để đối đầu với Sehun, người phải nói là cực kỳ nhiều kinh nghiệm, không chỉ là ở ONG mà tại khu vực EPL luôn. Các bạn vừa theo dõi một trailer rất ngầu đến từ EPL. Đây có thể gọi là hai con rồng ở trên cái cúp ngân long của EPL. Cái cúp của EPL, cúp vinh danh nhà vô địch EPL thì được gọi là cúp ngân long. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai con rồng ở hai bên, và một con thì màu bạc, một con thì con kia có thể gọi là xích long. Đây thực sự là một cái trailer rất ngầu đến từ 10 tuyển thủ của chúng ta, 10 gương mặt của EPL, và đều là những người chung cả. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc đụng độ hấp dẫn. Tôi hy vọng rằng cả hai sẽ có cho chúng ta những cặp trận, những cái ván đấu chất lượng chuyên môn cao, để chúng ta có thể chứng kiến được cả hai đội tuyển khi mà họ đã ở trên đỉnh cao của Liên minh bóng đá thế giới, họ sẽ thể hiện như thế nào. Và liệu rằng ngày hôm nay thì Top Esports có báo thù được cái trận đấu ở tại trận chung kết nhanh thắng hay không, hay là ANG vẫn sẽ băng băng đến với chức vô địch của LPL mùa xuân này và đại diện cho Trung Quốc đến với MSI. Đúng là như vậy, cả hai đội đều sẽ giữ vững được một niềm tin rất lớn. Và cho dù là đội nào đi chăng nữa, cho dù đội nào là đội tham gia khu vực tham gia MSI đi chăng nữa, thì cả hai đội đều đang là niềm tự hào đến từ EPL. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được công cuộc tìm kiếm một trong hai đội đều có 5 tuyển thủ là nội binh tham gia vào khu vực MSI và không hề có bất cứ tác động đến từ một ngoại binh người Hàn nào cả. Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng. Và nếu như các thành viên của Top Esports họ bước được vào vòng đấu này thì xin lỗi các bạn là đến với giải đấu MSI thì đây cũng là lần đầu tiên của họ. Và biết đâu đó lần đầu tiên này sẽ giúp cho họ có thể tìm ra được những lối chơi sáng tạo hơn. Quan trọng hơn hết đó chính là các đối thủ của họ nữa. Nếu như so sánh Top Esports với lại các đối thủ còn lại, có lẽ như chỉ có mỗi T1 là người gọi là đáng quan ngại nhất. Còn tất cả các đội còn lại, nếu chúng ta theo dõi về khả năng giao tranh và khả năng đi đường, thì có lẽ như sự ấn tượng tốt của Top Esports mang lại nó vẫn đang thực sự cao hơn và xuất sắc hơn so với lại các đội của các khu vực khác. Thực sự thì đây sẽ là một kỳ MSI mà sẽ có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải kể tới. Tuy nhiên thì trước khi đến với MSI, chúng ta sẽ cần phải xác định xem LPL đâu sẽ là cái tên cuối cùng nâng cao chiếc cúp ngân long và đến với kỳ MSI sắp tới giữa hai cái tên là ANG và Top Esports. Đây là hai đội tuyển đang được kỳ vọng rất cao với một dàn lineup mà tôi tin rằng đang là chất lượng hàng đầu của Liên minh bóng đá thế giới rồi. Và chúng ta sẽ không để mất thời gian quá nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng đến với cấm và chọn. Hai huấn luyện viên cũng đều là những cái gương mặt rất là quen thuộc mà thôi. Kenzu, huấn luyện viên từng dẫn dắt ANG đến với chức vô địch của chung kết thế giới 2021 vừa rồi. Và Crescent cũng là một huấn luyện viên gắn bó với Top Esports trong một khoảng thời gian cực kỳ dài, cực kỳ lâu. Và để xem cả hai sẽ chuẩn bị cho chúng ta không cấm và chọn như thế nào. Đối với bên phía của ANG, họ quyết định cấm đi Grave của Wayward. Rai và Ari nhắm tới Sahu khu vực đường giữa, trong khi đó thì bên phía chính xác là nhắm tới Nai khu vực đường giữa, trong khi đó thì Sahu đã bị loại bỏ để còn lập lăng. Khương Miu của Bin cũng không còn. Và Jerry, thực ra ở đầu mùa khi mà Jerry xuất hiện, Gala không đánh Jerry. Nhưng chỉ sau đó tầm một tuần thôi nha, là anh ta bắt đầu dùng Jerry một cách cực kỳ khủng khiếp ở tại LPL, cho thấy được rằng đây là một player có được cái khả năng thích ứng với những vị tướng mới cực kỳ nhanh. Đúng là như vậy. Cái thời điểm mà Gala trở thành một hiện tượng của ONG thì vào thời điểm đó Gala chỉ được mang danh là Bo Wan Cham Kai'Sa. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác hoàn toàn rồi. Gala sẽ có thể đánh rất nhiều những vị tướng khác và vẫn có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào những người đồng đội của mình cần. Còn Top Esports, họ đang có những sự lựa chọn của họ. Đó không ai khác chính là một con Galio nằm trong tay của Nai. Và tiếp theo sẽ lại đây, họ vẫn đang suy nghĩ xem xạ thủ của họ sẽ là vị tướng nào. Nhưng nên nhớ, Vigo vẫn còn ở đó. Cơ hội cho Thiên có được con Vigo, có được con tướng mang cho anh ta rất nhiều những chiến thắng vẫn còn ở đó. Cho nên Top Esports họ không vội, đối thủ đã lộ ra con Lee Sin rồi. Cho nên bây giờ nhiệm vụ của Top Esports là làm sao có được con Vigo ở trong sự lựa chọn thứ ba của họ mà thôi. Một trong những nhiệm vụ có lẽ như nó quá dễ cho Top Esports. Trước hết, họ đang muốn nhắm thẳng lên khu vực cánh trên để cho Wayward có thể thoải mái trở thành một carry thương hiệu bằng cách là chọn xây ra một vị tướng khoảng thời gian gần đây đi đường cũng đang rất ổn. Và quan trọng hơn hết đó chính là có khả năng tự thủ khu vực đường dưới rất tuyệt vời. Nếu như đã xác định là đường dưới bạn đánh không thắng được thì nên pick những vị tướng đánh cầm chừng như là con Saya này. Đây là một vị tướng cực kỳ phù hợp để có thể đánh thủ. Bạn có thể chấp nhận việc đối phương dẫn trước từ 10 cho đến 20 chỉ số lính dạo đi đường, nhưng vẫn sẽ có một lượng sát thương đầu ra rất ảo đến từ Saya. Ở ngày thi đấu hôm trước thì đây là kèo đấu mà Jack Club đánh ngược đánh xuôi thì đều thua cả. Tức là anh ta đánh Saya thì thua Aphelios, anh ta đánh Aphelios thì thua Saya. Gala thực sự là một xạ thủ có khả năng xử lý kèo ngược này rất hay. Và để xem đi cặp cùng với
Còn Aphelios của Gala sẽ là vị tướng hỗ trợ nào? Mình vẫn còn đón Nautilus, nhưng quyết định của anh ta là lấy Leona, một vị tướng có khả năng mở tầm xa. Và quan trọng hơn hết là cái thủy độ tầm nhiệt khi đối đầu cùng với Saya, nó có lẽ sẽ không hiệu quả bằng so với bộ kỹ năng đến từ Leona. Còn Viego dành cho Thien có lẽ sẽ là vị tướng đi rừng hợp lý nhất tại thời điểm này, cùng với có thể là Volibear nữa chẳng hạn. Hecarim cũng còn, nhưng Viego có lẽ là vị tướng thuận tay thứ hai sau con Lee Sin mà Thien sử dụng. Đúng là như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có được một Viego đập đầu tay của Thien rồi. Cái đó tỷ lệ gần như là 100%. Bởi vì có lẽ như với một vị tướng mà bạn đang quá quen tay và bạn đang có được một tinh thần rất tốt với những chiến thắng liên tục, thì không có lý do gì để bạn không tiếp tục khóa con tướng mang thương hiệu của bạn vào trong cặp trận đấu này cả. Và tiếp theo là những lượt cắm, bắt đầu hạn chế đi khả năng mở vô tranh, khả năng tạo ra những sự đột biến, và một Orina nằm tay của Sahu. Và có thể sẽ là một tôi định đang nói tới con Rai hay là Ari, thì Rai và Ari đã bị cấm rồi, lớp lăng cũng đã bị cấm, đang có rất nhiều những vị tướng đã bị cấm đi. Khi mà Tesbot họ đã có được Galio thì họ đang hạn chế đi khả năng giữ chân lại, vẫn còn đó một Syndra, một trong những vị tướng nó có thể khiến cho con Galio khu vực đường dưới tương đối khó thở. Đó sẽ là các bạn là đường giữa tương đối khó thở với những bộ kỹ năng Q và khả năng quét tàn kiểu ngăn cản một pha la vào tấn công. Còn hướng ngược lại, ONG của họ cũng đang nhận ra vấn đề. Việc xây ra tự thủ khu vực đường dưới thì chắc chắn đường trên sẽ là một con tướng carry, vẫn còn đó Ray. Nhưng trước hết thì ONG họ đang muốn hạn chế đi một con Zay trước cái đã, một vị tướng có khả năng cấu thể rất tốt, và kết hợp với lại Seiya với những cú rút lông về, thì phải nói đây là bộ đôi cực kỳ hoàn hảo trong những tình huống con Harap khó chịu của bản thân mình. Đây là bộ đôi có khả năng tích nước mắt chung với nhau, và đến dạng giữa trận khi mà tầm hai đồ đã có thần kiếm Muramana thì Seiya cộng với Zay sẽ là combo siêu khỏe, và chắc chắn là bên phía ONG sẽ không muốn điều đó. Còn bên phía Toysport thì họ rất là cẩn thận nha. Họ cấm đi Orianna của Sahu đã đành, họ cấm thêm cả con Corki nữa. Corki trong khoảng thời gian vừa qua thực ra xuất hiện không nhiều, nhưng mà đó vẫn là một trong số những vị tướng có khả năng tăng tiến sức mạnh ổn trong tay của Sahu, khi mà anh ta đã có rất nhiều những highlight đến từ vị tướng này ở giai đoạn vòng bảng. Còn lượt cấm cuối cùng đến từ bên phía của Royal Navy Up sẽ là Rakan của Mark, một trong số những hỗ trợ kết hợp cùng với Saya cực kỳ tốt tại khu vực đường dưới. Nhưng vẫn còn đó Renata Glass, đó thực sự là một lựa chọn ổn dành cho Mark trong ván thi đấu này, một lựa chọn quen tay dành cho người chơi hỗ trợ bên phía của Toysport, chưa kể là khả năng kết hợp cùng với Saya dọn đi đường. Thì khả năng trồng hiệu không chế đến từ Saya cộng với Renata Glass cũng có thể là một cái thứ công cụ giúp cho họ có khả năng đường rất là tốt. Nhưng những gì mà họ đang hướng tới lại là một con set hỗ trợ, một vị tướng có khả năng gây áp lực dọn đi đường ổn với những cú tốc biến song thú trưởng, và khả năng vòng ra phía sau đối phương trong những tình huống mở giao tranh cũng sẽ là áp lực tương đối lớn. Và cũng quan trọng hết, khi nhìn vào đội hình này đến từ cách phía của ONG thì họ đang nhận ra một điều là khả năng la vào của ONG rất là khủng khiếp. Đó là một cái thái dương hạ sang, đó là những pha thiên định ký và một con Lee Sin la vào với những cú sút nổ lông cước đối thủ về và lại những người đồng đội của mình, nó quá nguy hiểm. Cho nên việc có được con set với cái đấu trường hủy diệt sẽ rất dễ dàng giúp cho các thành viên của Toysport tạo một khoảng cách rất lớn ở khu vực đường trên. Ray đã bị cấm, Zay đã bị cấm, thì để xem là các thành viên của Toysport họ sẽ chọn một vị tướng hyper carry nặng nào ở khu vực đường trên. Nhưng trước hết họ đã có được những vị tướng mang hướng tạo khoảng cách rồi, đó không phải khác chính là set, đó không phải khác chính là Galio. Điều này sẽ khiến cho các thành viên của ONG họ vẫn đang muốn gia tăng thêm khả năng lao vào, họ vẫn đang muốn gia tăng thêm mức độ dày ở tiếng trước bằng một con Vest, và có thể sẽ là thôi con Dr. Mundo. Nhưng suy nghĩ kỹ lại rồi, họ cảm nhận như là vẫn còn đang có một số con tướng ở khu vực đường trên vẫn có thể mang nặng về khả năng đi đường được, và con Na là một trong số đó. Nhưng tới Sport, khi đối thủ chọn Na thì không có lý do gì vào kèo rồi. Đúng, quay quốc rất là thoải mái với những cái kèo này. Vẫn còn đó Trinamir, vẫn còn đó Irelia, một trong những con tướng mà phải nói là quay quốc đang mang lại một thương hiệu và mức độ ảnh hưởng rất cao. Kèo này mấy hôm trước anh ta đánh với V5 và đánh cực kỳ hay. Na của Rick cộng với Lee Sin của Kasa hôm trước đã có một tiếng băng trụ mà vừa nãy các bạn vừa được xem highlight. Đó chính là highlight của Wayward với Irelia trong kèo đấu với bên phía Victorify, và cũng là Lee Sin và Na. Đây là một kèo đấu cho phép Wayward xử lý kỹ năng cá nhân tốt và có thể chơi trên cơ được Na. Khả năng tấn công đến từ Irelia vào những cái thời điểm mà Na tí nị sẽ có thể tạo ra những áp lực solo kill không hề nhỏ. Và thực ra thì cái lối chơi Wayward cũng là một lối chơi có khả năng hoạt động độc lập rất là tốt nha. Tức là nếu như mà Thien đánh xoay cánh dưới trong ván thi đấu này thì có lẽ Wayward cũng sẽ không gặp một cái vấn đề gì nó quá lớn cả nếu một Irelia khu vực đường trên. Nhưng nếu như khi dồn tài nguyên lên cho anh ta tại khu vực đường trên thì vẫn sẽ có thể có những cái tình huống họ thiết lập những đợt lính bằng trụ được. Và để xem là kèo đấu khu vực đường trên sau khi được quyền counter pick, sau khi được quyền last pick, thì Wayward sẽ thể hiện bản thân anh ta ra sao trước Na bên phía bên kia của mình. Đúng là như vậy. Một màn trình diễn mà có lẽ như sẽ có rất nhiều để có thể nói, rất nhiều điều để có thể nói ở đây. Thường thì khi Bin gặp những người chơi đường trên mang thiên hướng tìm cách để có thể thắng được thì Bin sẽ chuyển sang những vị tướng mang thiên hướng hỗ trợ đồng đội của mình nhiều hơn và khả năng chống chịu cứng cáp hơn để có thể tạo ra một mức độ hòa hoãn ở trong giai đoạn đi đường, và sau đó là có những đột biến trong những trường giao tranh. Những Bin trong ngày từ đó hôm nay thì các hàng tài, ta quyết định chọn của tướng phủ đầu ngay từ đầu, bởi vì anh ta biết được nếu như đường trên không thắng, nếu như đường trên không có được những điểm nhấn
thì đội hình này của Anji sẽ tương đối khó chơi. Đối thủ đã đầu tư gần như tất cả những gì có thể vào một con Irelia vào quay quốc rồi, với một con Galio, với một Seiya rồi. Thì không có lý do gì để cho Anji phải chọn một cái hiệu ứng dùng cả, bởi vì họ càng dùng, đối thủ càng có được những gì sau âm tốt, đối thủ càng có một sự lớn lướt lên khu vực đường trên, thì coi như điều kiện thắng của Top Esports được phục vụ một cách quá dễ dàng, họ không muốn chuyện đó xảy ra. Cho nên họ có được một con Nai nằm trong tay của Bin, mặc dù kỹ năng đi đường của Bin khỏe đại gian này nó đang bị giảm sút, nhưng trong trận đấu chung kết đối với tinh thần đang phải nói là quá rực lửa đến từ Bin, thì anh ta vẫn sẽ có thể có được những tiếng nói trước một quay quốc không có nhiều kinh nghiệm so với lại Bin về đấu trường EPL cũng như là đấu trường của thế giới nữa. Bin thực ra đây là con tướng mà anh ta đánh rất là nhiều ở tại màu áo cũ là Suning, và sau mùa giải này thực ra đây cũng là con tướng rất hợp lý cho cái lối chơi của Bin, là một lối chơi hoạt động độc lập khu đường trên và tạo ra khoảng trống dành cho Wei cộng với Shao Hu trong việc đánh xuống cánh dưới xoay quanh vị trí của Gala. Và để xem chúng ta sẽ xử lý kèo này như thế nào. Đây là một kèo đấu mà thực ra thì cái độ hiểu tường đến từ Bin chắc chắn vẫn sẽ là có, bởi vì anh ta cũng là một người chơi thích đánh những đấu sĩ nhanh nhẹn như kiểu là Irelia hay Kerbill. Thì để xem cái độ hiểu tướng của Bin sẽ giúp cho anh ta thể hiện kèo đấu khu vực đứng trên như thế nào trước tân binh Wayward. Còn khu vực đứng giữa, Galio của Nai khởi đầu một cách hết sức tự tin. Anh ta mang theo thú săn mồi cộng với khởi đầu là một cái giày và thêm cả hai stack đến từ bình thuốc tái sử dụng nữa. Thì để xem với lượng trang bị như thế này thì Nai sẽ thể hiện khả năng kiểm soát khu đứng giữa như thế nào. Đây là một ván đấu mà có lẽ anh ta sẽ cố gắng bán máu để đẩy đường, vì khả năng đánh tay đôi giữa con Galio cộng với Vex chắc chắn sẽ là một sự thua thiệt trông thấy dành cho Nai. Nai sẽ phải chấp nhận mình bị thua thiệt trong khoảng thời gian đầu của ván thi đấu rồi phải đợi lên cấp độ 6, thì khi đó chúng ta mới thấy Nai có được những màn trình diễn nó ổn hơn. Khi mà siêu hồn giáng thế của Nai đã được hoàn thành xong, nó đã có được rồi thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn tí xíu. Còn trong khi đó cái câu chuyện khu vực đường dưới thì Jackie Love nên nhớ là trong những cuộc đối đầu trước thì anh ta đã bị Gala đánh bại một cách thuyết phục hoàn toàn, không hề có bất cứ một lý do gì để phản biện cả. Thì nhiệm vụ của anh ta ngày thế đó hôm nay là tránh trường hợp bị thua đường quá nặng mà thôi. Và với một con Seiya thì điều này tôi nghĩ là được. Chưa kể đến đang cầm một con Set nữa, tức là trong ba cấp độ đầu tiên thực ra con Set là một trong những con tướng được đánh giá rất cao trong những pha đánh 2-2 với một pha song thú trưởng và đôi khi ra một cú cường thú quyền để có thể gây một lượng sát thương vô cùng lớn. Gala thì lại mang theo thanh tẩy, cho nên không có khả năng hồi phục thì cái lượng sát thương đến từ một con Set vẫn đảm bảo 100% thành công. Còn ở khu vực đường trên, xài tay dài, ô đường dưới đấy, ô nin rồi. Quyết định đã quên, Mark quyết định sử dụng cây song thú trưởng của mình, sau đó ta mất tóc biến có thể bỏ chạy. Vẫn là câu chuyện cũ, kịch bản vẫn như vậy mà thôi. Tức là Gala và Min là những người thắng được ở trong khoảng thời gian đầu của ván đấu. Thực sự thì áp lực đi đường đến từ bộ đôi RNG là rất tốt trong tình huống vừa rồi. Họ có cơ độ 2 trước và ngay lập tức thực hiện một tình huống mở giao tranh với thiên đình kiếm của mình. Mọi thứ đều chuẩn chỉ cả, chẳng có gì để có thể bàn cãi quá nhiều về tình huống tấn công đến từ phía RNG cả. Họ lấy được phép bổ trợ đến từ người chơi hỗ trợ bên phía Toy Sport là cái tốc biến. Tất nhiên thì Mark vẫn sẽ có đủ lượng máu để tiếp tục đi đường và có được cái tốc biến ma thuật để tạo được biến cao. Nhưng việc mất đi một cái tốc biến sớm có thể sẽ khiến cho khả năng đánh chủ động đến từ bên phía Toy Sport bị ảnh hưởng, và họ sẽ phải là những người thi đấu nhùng hơn trong khoảng thời gian này. Còn ở khu vực đứng trên thì Bin đã làm rất tốt ở những cái đầu thì với sải tay dài hơn đến từ con Na của anh ta, cộng với ngọc tái tổ hợp mà anh ta mang theo là một cái chinh phục, thì lượng sát thương đầu ra đủ để khiến cho Bin có được một lợi thế lớn trong cả đấu với Wayward phía bên kia. Anh ta đẩy đường vào và sau đó thì quyết định về nhà giải phóng lượng tiền với 15 chỉ số lính có được bằng một cái lưỡi hái đi ra. Tuy nhiên khu vực cánh dưới thì có vẻ như đó sẽ là một cái áp lực tương đối lớn đến từ vòng rừng đầu tiên của Thean, khiến cho bộ đôi Gala cộng với Minh không dám đánh một cách quá hổ báo nữa. Còn vòng rừng đến từ Wei sẽ là vòng rừng từ dưới lên, anh ta đang khép vòng rừng của mình lại ở tại bãi cua kỳ cục. Nhưng sau khi con cua này có được, có lẽ sẽ không dễ để anh ta phát động một tiếng tấn công ra khu vực đường giữa hay là khu vực đường trên. Còn Nai thì sao đây? Nai rất cảnh giác với góc đứng hiện tại của người chơi đi rừng bên phía RNG. Đúng là như vậy, Nai đứng ở một góc mà ta chỉ sử dụng cái nắm đấm công lý thôi là đủ để có thể rút lui về trụ rồi, không hề quá nguy hiểm. Cho nên điều này nó cũng khiến cho Wei không tài nào có thể khai thác được sớm cái tốc biến đến từ Nai, một trong những dấu hiệu ổn đến từ người chơi đường giữa bên phía của Top Esports. Còn cái điều mà tôi đang muốn nhắc đó là ở câu chuyện khu vực đường trên, Bin chọn một bản ngọc không hề nhùm đi xíu nào cả với cái chinh phục. Đôi khi có một vài khoảnh khắc khi mà camera ly lên khu vực đường trên, thấy là anh ta nhảy thẳng và anh ta sổ thẳng vào con Irelia luôn mà không hề lo ngại nó sẽ có những tác động ngược lại dành cho bản thân của mình. Điều này đang khiến cho con Na nằm ở tay của Bin đang có được những dấu cộng, đôi khi là những dấu nhân rất lớn ở khu vực đường trên. Và chính điều này cũng đang giúp cho các thành viên của RNG họ đang tự tin để có thể tiếp tục set up những tình huống đánh ở khu vực nửa cánh dưới. Đồng ý là trong giai đoạn hiện tại thì Wei vẫn chưa tài nào có thể khai thác được bất cứ một điểm nào cả, nhưng những người đồng đội của anh ta vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình trong giai đoạn đi đường. Đó chính là việc lấy được sớm phép bổ trợ đến từ bot. Và quan trọng hơn là khu vực đường giữa vẫn đang là Seohu và những pha liên tục đầy ải lượng máu của Nai khiến Nai gặp một số khó khăn nhẹ ở trong giai đoạn đi đường của bản thân mình. Vừa rồi các bạn được theo dõi một thông số đó là hơn 700 ngày thi đấu cùng nhau đến từ Gala và Mark. Thực ra họ từng khoác chung một màu áo, từng gắn bó với nhau trong khoảng thời gian dài trong màu áo của Dominator Esports.
Đây là một đôi chắc là có xuất phát điểm chung với nhau. Bây giờ thì họ đang ở hai chiến tuyến khác nhau và thậm chí là có mặt trong một trận chung kết của LPL nữa, cho thấy được cái khả năng tiến bộ đến từ bộ đôi này trong 2 năm vừa qua là tốt đến như thế nào. Và hiện tại thì đứng dưới bên phía của Angie vẫn đang thể hiện được khả năng đi đường rất tốt. Mặc dù những cái áp lực đến từ vòng rừng của Thean có khép xuống cánh dưới đấy, nhưng những chênh lệch đến từ hai xạ thủ vẫn đang còn. Còn ở khu cánh trên thì khoảng trống cho Bin trong việc về nhà mua được trang bị nhìn hơn, giúp cho anh ta vẫn đang là người có được khả năng kiểm soát được lính khu vực cánh trên khá ổn. Còn Thean thì vòng rừng thứ hai khép xuống cánh dưới, anh ta quyết định dừng lại ở con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này, sẽ làm con rồng công nghệ. Đây là mục tiêu lớn mà cho phép phía Toy Sport can thiệp được với khả năng đánh cầm chừng của Nai cộng với Jack Club. Còn ở khu cánh trên thì con sứ giả đầu tiên có lẽ sẽ là một kịch bản khác. Wake cấp độ 5 di chuyển đến cánh trên, có ý định thực hiện một tình huống băng trụ cùng với Bin thì phải. Bin đang cố gắng farm nốt được lính đẩy vào, và liệu rằng có cấp độ 6 hay không đây. Và Seoho cũng đang di chuyển lên khu vực nửa cánh trên này để có thể hỗ trợ cho người đồng đội của mình, và quan trọng hơn là đang ngăn cản Nai với một cái siêu hùng giáng thế có thể cover cho người đồng đội của mình ngay lập tức. Bin sắp sửa có một khổng lồ Nai khổng lồ, nhưng W bị hụt, nó khiến cho trong tình huống này Quân Quốc vẫn có thể bỏ chạy về được. Chứ không sao, cái quan trọng hơn hết bọn Jedi muốn làm đó chính là gây khó dễ, khiến cho Quân Quốc mất một số sự cân bằng nhẹ trong việc tìm ra những chỉ số farm của mình. Nhưng kết quả mang lại thì nó không đủ để có thể khẳng định rằng Quân Quốc là người chiến thắng. Xin lỗi các bạn, là Bin là người chiến thắng trong tình huống đấu. Quân Quốc không hề mất tóc biến, anh ta chỉ đơn giản là mất cái đâm kiếm của mình để có thể tiếp tục gia tăng thêm lượng chỉ số lính. Và chính những dấu hiệu đó vẫn đang giúp cho Quê Quốc cực kỳ thoải mái khu vực đường trên. Cứ ngỡ như pha găng đấy nó có thể mang lại trên phía con chim một cái tóc biến chẳng hạn, thì khi đó bạn sẽ dễ băng trụ. Nhưng mà đáng tiếc thay nó không mang lại nhiều kết quả như mong đợi lắm. Còn Tesport họ vẫn đang nhắm ở khu vực ngược lại. Galen gặp tương đối nhiều khó khăn, Minh thì đang di chuyển lên để có thể khai thác sát kỳ lớp. Tóc biến của thuật đang chuẩn bị được bật, nhắm vào Galen chăng đây. Di chuyển song thú trưởng vẫn chưa được bung ra và mất, anh ta bất lực hoàn toàn trong việc sử dụng song thú trưởng. Khả năng kết hợp đến từ cặp đôi xạ thủ của ONG nó cực kỳ tuyệt vời, khi dùng mắt không tài nào có thể tung ra bộ kỹ năng giữ chân đối thủ của mình lại được. Một tình huống tấn công xuống khu cánh dưới đến từ Xen. Sau khi có được con rồng thì anh ta quyết định về ăn hai bãi ở tại khu bùa xanh, sau đó tiến xuống khu đường dưới khi nhận thấy rằng đó là lính đang có dấu hiệu đẩy cao của ONG. Nhưng bộ đôi đường dưới phía ONG lại xử lý quá tỉnh táo, với một tình huống giữ chân bằng pháo trọng trường của Gala và thêm cả một tình huống làm choáng có nâng cấp băng giá của mình nữa, thì bộ ba bên phía Toy Sport đã không tìm ra phương hướng để có thể tấn công được trong tình huống vừa rồi. Họ cũng không lấy được bất kỳ một phép bổ trợ nào đến từ bộ đôi đường dưới bên phía của ONG cả. Và hai tình huống tấn công đến từ cả hai người chơi đi rừng ở khoảng thời gian 7 phút đầu tiên của ván đấu đều không thu lại được một phép bổ trợ nào, chứ đừng nói là lấy mạng. Có lẽ như bây giờ chỉ có thể giải quyết bằng câu chuyện là ở trong khoảng thời gian sau khi con sứ giả khởi đức ra thì bên nào sẽ là bên muốn tranh chấp nó mà thôi. Khi cả hai đều đang có được những vị tướng cực kỳ mạnh trong những tình huống giao tranh, họ đang có được những vị tướng có thể đảm bảo những nguồn sát thương ngay từ giai đoạn sớm của ván thi đấu mà không phụ thuộc quá nhiều về ngưỡng trang bị, thì đó sẽ là một cách. Quay quốc khu vực đường trên, anh ta đang đánh con tướng này thật sự quá khủng khiếp, liên tục né, đoán được đối thủ sẽ sử dụng cái gì, và khi Bin không còn chiêu cuối nữa thì khu vực đường trên là nơi mà Wayward thoải mái tung ra bộ kỹ năng của mình để có thể tiếp tục gia tăng lượng chỉ số lính. Còn trong khi đó, Bin đang đợi cái kỹ năng nhảy của mình hồi lại, thì cái đó anh ta mới dám đánh láo khu vực đường trên và đang chờ đợi một số sự hồi phục nhẹ dựa trên cái hạt hồi phục ở gần khu vực rừng của mình một tí xíu. Và đã có Vigo di chuyển ra để hỗ trợ một tình huống câu kéo. Nai đang đứng để có thể đảm bảo xem đồng đội của mình sẽ không ai bị gặp khó khăn cả. Anh ta đang báo hiệu, anh ta đang có những cú dấu pin rất là lớn để có thể báo rằng là pin ở khu vực đường trên vẫn có thể bị khai thác, mà đồng đội của pin thì tới hơi trễ một tí xíu. Jack Club vừa bấm B về để trở lại khu vực hang sứ giả chung với người chơi hỗ trợ của mình là Mark. Trong khi đó thì bộ đội đường dưới bên phía ANG đã di chuyển ra đây từ trước rồi. Họ cùng với Xiaohu tạo ra được một đợt lính đẩy trước. Mark có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cú thiên đình kiếm vừa rồi đến từ mình nó hơi thiếu tầm. Mark đã có một tiếng giật ngược trở lại và né thành công tình huống mở đến từ phía ANG. Và Minh hiện tại anh ta đã có cho mình Thái Dương hạ sàn, còn Mark thì chưa có hủy diệt đấu trường nha. Mark đang cố gắng né, anh ta tóc biến gom rất nhiều người xung quanh thể chuẩn bị đáp xuống. Mark đã bị hy sinh rồi, hất tung được mỗi Minh mà thôi, khiêu khích Xiaohu và kỹ năng e chữa chân Xiaohu lại mỗi bên đang một đối một rồi. Và các thành viên của Toy Sport họ đang đứng ở một trong cái thế thượng phong. Một con Na chuẩn bị khổng lồ, một con Na chuẩn bị khổng lồ đến từ Bin. Bin đang cố gắng tích cái lượng nộ còn lại để có thể trở thành một con Na khổng lồ. Cơ hội giao tranh đến từ ONG vẫn còn ở đó. Những cái tóc biến của Quay đã không còn, nộ lông cước của Quay đã không còn, Thái Dương hạ sang cũng không còn. Ở cánh ngược lại thì Quốc vẫn còn chiêu cuối. Liệu Bin đủ lực để có thể làm được một điều gì đó nó nên chuyện hay không đây? Này lao tới bằng nắm công lý, ta W khiêu khích được một thành viên, liên tục là những tình huống gây sát thương của Quốc và đã có màn hàng hồng hùng nói dành cho Thiên. Vì vấn đề Bin đẩy được một người vào trong tường, Quay đã bị dứt điểm trước đó. Như vậy là sứ giả khai đức dư sức để cho Toy Sport có thể ăn được sau khi họ hạ sát được Minh, họ hạ sát được Xiaohu và Quay. Lúc này thì khi Xiaohu trở lại, liệu rằng họ có đủ cơ sở để cạnh tranh nó hay không? Bin đang ở một dạng mệt mỏi và anh ta sẽ không có Na khổng lồ.
Đó thực sự là một tình huống thiết lập giao tranh có vẻ là hơi vội đối với Toysport, nhưng họ vẫn có những thành quả của mình. Đặc biệt là khả năng xử lý đến từ Irelia của Wayward trong tình huống vừa rồi. Anh ta là người đẩy được lui Bin ra trước, sau đó di chuyển cùng với đồng đội của mình để có thể kiểm soát sứ giả. Bin đang bận đón được lính rất to tại khung cánh trên. Và đó là lý do vì sao Mark lại mở như vậy. Chỉ tiếc là anh ta không kịp đưa ra một tình huống cổ thú quyền để có thể chống lại lượng sát thương sốc đến từ bên phía của RNG mà thôi. Nhưng không sao cả, ngay sau đó thì họ vẫn có được lợi thế về mặt hạ gục khi sẽ hạ gục thành công được Shahu. Và đó là tiếng 1 đổi 1 mà có lời hoàn toàn về tài nguyên cho bên phía của Toysport. Wayward ngay sau đó thực hiện một tiếng đâm vào và hạ gục thành công được Way. Mà hạ gục liên tục cho bên phía Toysport, đó là 3 mạng cộng với con sứ giả đầu tiên của bản đấu này. Họ đã có được một cái siêu hùng như thế và nó rất đẹp đến từ nay. Đồng ý là nó không thể nào có thể hất tung được nhiều người, chứ quan trọng hết nó lấy được những phép bổ trợ, nó lấy được khá nhiều chiêu cuối và nó đẩy được các thành viên của RNG ra khỏi khu vực hang sứ giả. Họ không có được một cái thế tốt ở ngay khu vực hang sứ giả, họ bị chia cắt giữa họ và Bin. Chiêu cuối của họ cũng mất gần hết. Thì họ bất lực trong việc tranh chấp đó. Minh đang đứng đợi, nhưng ngay lập tức Thiên đã có được một pha cắm mắt và họ đang kiểm soát được khu vực hang rồng luôn. Một ván thì đó Toysport đang có tất cả những tài nguyên đầu tiên của ván đấu. Một lợi thế không hề nhỏ xíu nào cả, đồng ý lượng tiền vẫn đang ngang. Những con rồng này sẽ như thế này, mắt đã có đấu trường hủy diệt, bật đấu trường hủy diệt nhắm thẳng vào người Minh. Minh sử dụng thiên đình kiếm, ta đang bị gây sát thương bất tốc biến, nó có thể bỏ chạy sống âm trúng. Hình như Quay không dám bay vào đá, phải sử dụng thanh tẩy, đó là Zaki lớp rồng đã được ăn. Quay đang bị kích, Quay đang bị chữa, Quay đã đâm xuống, đã bị lụm xác. Và Thiên ngay lập tức có pha sống âm không trúng ai cả. Thiên định kiếm trúng lao vào đá, ngay lập tức chiếu cuối được bung ra. Sohu lao vào và ta có được mạng cùng tung tiếp và thấy được Mark. Mark quyết định là hy sinh thì phải, Mark quyết định ở lại hy sinh cho những đồng đội mình có thể chạy về. Quyết định hy sinh đến từ Mark để đảm bảo rằng những đồng đội của anh ta sẽ rút lui được trong tình huống này. Đó là một pha giao tranh mà các thành viên phía Toysport lỗ người hơn, nhưng họ lại có thêm mục tiêu lớn nữa. Con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu này đã thuộc về bên phía của Toysport. Họ là những người chủ động hơn trong việc khởi động con rồng nguyên tố vừa rồi. Và họ là những người thực hiện một tiếng mở giao tranh chủ động hơn với một cú khiêu khích đến từ Nai. Nhưng sau khi có được mà hạ gục đến từ người chơi rừng đối phương thì họ bị phản công ngược trở lại. Và khi cái lượng tài nguyên họ đã dùng trước đó quá nhiều để có thể hạ gục một con Lee Sin thì họ không còn đủ công cụ giao tranh nữa. Đặc biệt là cái siêu hùng giáng thế là một kỹ năng có thời gian hồi cực kỳ lâu. Đánh nhau sứ giả xong thì nó vẫn sẽ siêu hồi kịp, trong khi đó thì Shahu trước đó vì anh ta nằm xuống quá sớm nên cái bóng đen đoạt mệnh đến từ con Vex này vẫn còn. Và trong pha vừa rồi thì anh ta đã áp lực liên tục với những cú chiêu cuối được reset lại và mang lại hai mạng hạ gục để gỡ gạc về thế trận, đặc biệt là về tiền cho bên phía của RNG. Nhưng nếu như vậy thì không có nghĩa là bên phía của RNG họ lỗ quá. Họ đã có được con rồng, đó là điều mà họ đã tiên quyết ngay từ sớm, và họ vẫn có được những bàn hạ gục. Điều này giúp cho các thành viên của RNG vẫn đang cực kỳ tự tin trong những tình huống tiếp theo ở trong ván thi đấu. Họ đã có được cái vốn, họ đã có được con sứ giả khai đức, thì đến bây giờ họ sẽ làm đó là đảm bảo tương lai với một cái lượng kinh tế nó sẽ được nhiều hơn một tí xíu so với là đối phương. Việc một con Aphelios trong giai đoạn đầu game đang không có được sự hỗ trợ đến sứ giả khai đức sẽ khiến cho Gala khu vực đường dưới tương đối khó khăn trong việc giành chiến thắng ở trong giai đoạn đi đường. Đồng ý đầu game đó làm rất tốt, nhưng sau đó là một thảm kịch hoàn toàn và hiện tại Gala đang gặp một số vấn đề nhẹ. Còn ở cánh ngược lại, nên nhớ việc đầu tư cho một Wayward đang là điều tiên quyết đến từ Toysport, và Wayward đang có dấu hiệu ổn hơn sau lại Bin ở trong giai đoạn sau của ván thi đấu, và chính điều này sẽ giúp cho Thiên dễ dàng suy nghĩ tới chuyện là thả sứ giả khai đức được vườn nữa để có thể giải phóng con Irelia này. Trong cuộc 1-4, một con Irelia đẩy đường liên tục và càng về lâu thì tôi nghĩ là Na gần như bất lực trong việc có thể gây được lượng sát thương hoặc ít nhất là tìm được một cái ý định thắng nào đó trước một Irelia phía bên kia. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái đấu pháp này đến từ phía Toysport nha. Bởi vì đứng dưới khi mà Gala đã thể hiện sự vượt trội của mình sau Jackalup tại cặp trận gần nhất, thì để cho Jackalup đánh một trận tương như Saiya, anh ta vẫn sẽ có được khả năng gây sát thương với Saiya sát lực và nuôi cho Wayward khu đường trên xanh một chút. Thì đúng là hiện tại con Irelia của Wayward đang có rất nhiều mạng hạ gục và anh ta thực sự xanh sao trong ván thi đấu này. Thì đó sẽ là một cánh để lẻ khỏe hơn đến từ bên phía của Toysport, đó sẽ là một cánh có đủ áp lực trong những tình huống giao tranh dành cho Aphelios của Gala. Và đây là một đấu pháp đang tạm thời vẫn đang phát huy tốt cái sức mạnh của đội bên phía Toysport. Họ không thua quá nhiều về tiền, họ có được con sứ giả đầu tiên ván đấu, họ có thêm cả hai con rồng nguyên tố nữa. Đây là những tiền đề để đánh về giữa một cuộc ván đấu quá tốt dành cho bên phía Toysport trong ván đấu đầu tiên này. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tiếng mở đến từ Mark có phần hơi vội, không có nhiều đội của Mark ở gần trong tình huống này, và ngay sau đó là một tình huống ăn được con rồng nhưng họ đổi lỗ về mạng. Bin đã chấp nhận rằng mình sẽ là người di chuyển xuống để có thể hỗ trợ đồng đội trong việc khai thác mạng gục và lấy lợi thế về người cho bên phía của RNG. Và chấp nhận một điều rằng con Irelia của Wayward khu vực đứng trên sẽ có nhiều khoảng trống để farm, anh ta sẽ có được chỉ số lính nhìn hơn so với con Na của Bin. Tạm thời thì chúng ta thấy cái chênh lệch khu vực đứng trên vẫn đang là một cái khoảng cách rất lớn, và nó nhiều hơn rất nhiều so với khoảng cách chênh lệch giữa hai xạ thủ. Và có lẽ như là sẽ không dừng ở đây, bởi vì như là nói cái khả năng đẩy đến từ con Irelia lúc nào cũng được đánh giá cao hơn so với lại một con Na ở trong khoảng thời gian này. Và cộng kèm thế việc đã có được 4 trang bị đầu tiên cho Wayward, một cái
Gum Sivong sẽ giúp cho Quốc đẩy càng ngày càng nhanh hơn rất nhiều nữa, cộng kèm tới khả năng hồi phục. Bây giờ chỉ có một người nào đó chạy lên cản thôi, chứ ngoài ra để có thể giúp cho Bin giành chiến thắng mà chính tự lực Bin có thể làm được thì nó quá khó. Bởi vì chất tướng hiện tại đang có vấn đề mắc xích lớn nhất và sẽ khiến cho Bin gặp nhiều vấn đề. Chúng ta nhìn, Bin bắt buộc phải đi ăn con cóc, mặc dù cái thế lính đó là thế lính Bin vẫn có thể farm được. Nó là một thế lính mà ta đứng ở giữa giữa, nó không phải quá nguy hiểm để có một pha găng, nhưng ta phải làm như vậy bởi vì vô tình nếu như mà ta ăn phải một cái e thì không có cách nào để cho Bin có thể sống sót cả. Quê Quốc sẽ hưởng lượng tiền như đã nói về mặt lý thuyết, bạn thả. Còn trong khi đó ở cánh dưới bây giờ thì Quay bắt đầu nhận ra vấn đề và ta đánh cánh ngược. Nhưng có lẽ như mọi chuyện đã quá trễ, khiêu khích thành công một pha đấu trường hủy diệt. Giữ chân Xeo Hu lại, Xeo Hu đang bị tấn liên tục và anh ta không có cách nào để ta thở, anh ta nằm xuống. Minh không có tóc biến, anh ta đi lòng vòng, anh ta tìm được người đến Thiên Đỉnh Kiếm. Nhưng sau Thiên Đỉnh Kiếm bạn sẽ làm gì đây? Thiên bị dính sóng âm, nhưng Thiên không hề sợ. Thiên sẵn sàng quay trở lại chạy. Quay bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối để có thể bỏ chạy. Và vẫn là top esports mà thôi, ý định đánh của OG nó đang càng ngày càng bị hủy hoại và cái nhiệt mà họ tạo ra nó bắt đầu bị giảm dần rồi. Một pha triệu hồi sứ giả tại khu vực đường trên đến từ Thean, nhưng anh ta chạy thẳng xuống đường dưới sau khi triệu hồi sứ giả. Anh ta nhận ra rằng mình cần có mặt tại khu vực đường dưới để giảm thiểu những cái áp lực dành cho Jack Club cũng như là Mark. Chắc chắn là cho tình huống gọi sứ giả đó đến từ Thean thì bên phía của Anji sẽ đánh xuống cánh dưới. Và sự xuất hiện đến từ Thean giúp cho bên phía của Top Esports vừa có được những lớp giáp trụ tại khu đường trên cho Wayward, vừa có được trụ đầu cho anh ta tại khu đường trên, vừa có được mạng tại khu vực đường dưới với tình huống xuất hiện tới 4 người. Top Esports có đủ cơ sở để có thể đánh dưới trụ. Và RNG trong những quyết định băng trụ bất thành của mình, họ đã phải trả giá. Họ trả giá bằng mã hạ gục, họ trả giá bằng một trụ khu đường trên dành cho Wayward. Những lợi thế đang được bên phía Toy Sport khai thác ngược trở lại là rất tốt. Và họ đang là những người dẫn trước về tiền. Vẫn còn đó những áp lực đến từ những con rồng sau nha. Đây là một linh hồn rồng không yếu, linh hồn rồng đất. Còn Toy Sport với việc có được hai rồng, chắc chắn họ sẽ tiếp tục gây sức ép tại khu vực này. Thiên thực sự phải nói anh ta vẫn đang thể hiện cực kỳ xuất sắc với những pha xử lý và những tình huống cứ phải gọi là chuẩn con mũi nhiều lông, không hề có bất cứ một cái gì có thể cản được anh ta cả. Và từng pha xử lý một của Thiên nó đều có được những ý định riêng và đều thành công. Đồng ý là khi chúng ta nhìn vào cây đây của Thiên nó không thực sự đẹp lắm, chỉ là một mày hạ gục, nhưng hãy nhìn vào cái cách mà anh ta tạo được tiền đề. Anh ta đã giúp cho Quê Quốc hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên mà Top Esports đã muốn làm ngay từ thời điểm cắm vào chọn, là giải phóng được cái trụ một đường trên. Toàn bộ lượng tiền nó được cộng hết vào tài khoản của Quê Quốc, và quan trọng hơn hết là lượng chỉ số farm của Quê Quốc nó sẽ tiếp tục được cải thiện nữa ở trong giai đoạn sau của ván thi đấu. Khi mà món trang bị thần thoại đã được lên thì gần như bất cửa để cho Bin có thể giành được chiến thắng ở trong những kèo đó đầu 1-1. Còn bây giờ nhiệm vụ của Thiên đó là làm sao cố gắng giảm thiểu những thiệt hại ở nửa cánh dưới. Và thật sự thì nãy giờ không hề có thiệt hại. Đồng ý có những mà hạ gục dành cho phía của ONG, nhưng thiệt hại để lại nó chả là bao nhiêu cả, nó chỉ đơn giản là những pha trao đổi mà thôi. Và Mark ở trong ngày thi đấu hôm nay cũng đang thể hiện rất tốt trước mình phía bên kia. Anh ta di chuyển thông minh, anh ta biết mình cần phải làm gì. Và chính điều đó đang giúp cho Top Esports đang có được một cặp trận đấu chung kết. Nó đang lột xác hoàn toàn so với lại trận đấu bán kết nhánh nắng trước đó. Lúc này thì con rồng nguyên tố sắp xuất hiện, đó là con rồng nguyên tố thứ 3. Mark đang kiểm soát tầm nhìn rất tốt, nhưng anh ta coi chừng nhà anh ta sẽ có thể là mục tiêu bị bắt. Và anh ta đã bắt buộc phải đầu tư tốc biến để thoát khỏi một cú thái dương Asan đến từ mình. Irelia của Wayward có quyền đẩy, Na của Bin thì không. Bin không có dịch chuyển và anh ta bắt buộc phải đi bộ xuống ở nửa cây nộ của mình. Trong khi đó khu vực đứng trên, Wayward đang có dịch chuyển và anh ta sẵn sàng đẩy một mình tại khu vực đứng trên cho tình huống này. Lượng sát thương đến từ một Irelia đã có gươm si vong sẽ là rất nhiều lên trụ. Wayward vẫn đang lựa góc để có thể dịch chuyển. Anh ta thực sự muốn đánh chứ không phải là muốn đổi. Họ muốn đổi cái trụ thứ hai không được trên lấy dòng cũng được, nhưng họ không muốn đổi. Họ muốn đánh nhau và đang là một tiếng cố gắng lựa góc để dịch chuyển đến từ Wayward. Wayward đã bắt đầu dịch chuyển, Bin đang bị phát hiện thì phải. Tôi không biết là có lượng tầm nhìn đủ hay không. Bin đã quy và anh ta chắc anh ta thấy được cái lượng tầm nhìn. Nhưng đó không phải vấn đề lớn của Wayward. Wayward vẫn có thể lùi lại với những người đồng đội của mình. Và Jackie Love cũng như là Mark đang đứng ở tuyến trước, bởi vì cả hai đều đang có cái chiêu cuối để thoát khỏi những pha lao vào đến từ đối thủ với cái Thiên Định Kiếm hay Thái Dương Hạ Sang đến từ Minh. Siêu hùng giáng thế vẫn còn ở đó. Cơ hội cho các thành viên của Top Esports có được con rồng vẫn đang vô cùng cao. Rồng nó đang ở bên hướng của các thành viên Top Esports, nó rất xui dành cho ONG. ONG bắt buộc phải tràn vào tấn công nếu như họ muốn có được con rồng này. Rồng đã trở về vị trí cũ, một phần lao vào từ mắt. Mắt sử dụng tất cả những gì mình có thể. Anh ta đã tung ra toàn bộ vũ khí năng của mình và anh ta đã nằm xuống, nhưng không sao, cái kết đã cần đã có rồi. Đó là rồng cho các thành viên của Top Esports. ONG đi muốn tràn lên tấn công, nhưng cái cớ để đánh thì nó đã bị hạn chế khi mà Sohu đã không còn chiêu cuối của mình. Và quan trọng hết, tóc biến của ta cũng không có được thể phục vụ cho pha giao tranh tiếp theo. Một tình huống giao tranh mà Mark đã là người mở đầu. Cú trừng phạt đến từ Thiên không được đưa ra và RNG đã kéo con rồng về hướng của mình và giúp cho Way có được cú trừng phạt thành công, giữ lại con rồng nguyên tố thứ 3 trong ván thi đấu này dành cho bên phía của RNG và làm chậm đi cái đà thăng tiến sức mạnh về linh hồn rồng của bên phía Toy Sport. Cũng là một tình huống giao tranh mà bên phía RNG là người có được mạ gục, khả năng xử lý khá bình tĩnh đến bên phía của Royal Network trong tình huống giao tranh vừa rồi. Họ không có gì phải vội cả. Và bây giờ thì khu vực đứng trên bên phía của Toy Sport cũng chưa ăn được trụ 2, vì đó là pha bận dịch chuyển đến từ Wayward. Anh ta cũng không có một thế lính quá đẹp nữa.
Toy Sport gỡ gạc được một con sứ giả thứ hai của ván thi đấu này. Và con sứ giả thứ hai này thì để xem họ sẽ tận dụng ở tại khu vực đường nào. Vì tôi có cảm giác như các khu vực đường bên phía của RNG thì đường giữa hay đường dưới của họ chắc là trụ chưa mất nhiều máu lắm. Wayward đã bắt đầu tấn công trụ nhưng đó là cú dịch chuyển để giữ. Thậm chí họ muốn dịch chuyển để tấn công vị trí của Wayward với hai cú dịch chuyển của cả Bin lẫn Xiaohu. Liệu được hay không đây? Hơi khó. Hơi khó. Wayward vẫn đang đứng đợi để coi là Wayward sẽ có thể làm được gì. Wayward là bị Bin phát hiện. Bin đang muốn đẩy. Anh ta đã bị giữ chân lại bằng kỹ năng E đến từ Wayward, một trong những dấu hiệu khá ổn dành cho Bin. Và quan trọng hơn hết là Bin vẫn đang giữ được một mật độ kinh nghiệm khá ổn nha. Anh ta không để mình bị thua thiệt quá nhiều so với đối thủ, vì cái đồng ý lượng chiến farm đang thua. Nhưng về điểm kinh nghiệm thì Bin vẫn đang giữ được một mật độ vừa đủ ổn để có thể cạnh tranh với lại Wayward phía bên kia. Việc giữ như vậy sẽ giúp cho pha giao tranh đối với RNG họ tự tin hơn và họ sẽ không hề lo ngại là tiếng trước của họ sẽ bị thủng bất cứ một ai cả. Một trong những điểm cộng đang rất lớn giúp cho các thành viên của RNG họ vẫn đang giữ được một lượng kinh tế ngang ngửa so với đối thủ phía bên kia. Với việc có được con rồng nữa thì họ khiến cho Top Esports không tài nào có thể dùng tài nguyên cho con rồng tiếp theo, và ván thi đấu này vẫn sẽ có thể kéo dài thêm những khoảng thời gian còn lại để vào thời điểm mà khi Aphelios sắp bắt đầu có được món trang bị thứ hai, có được món trang bị thứ ba thì RNG sẽ không bao giờ lo lắng là họ sẽ bị thiếu hụt về mặt sát thương trong những pha giao tranh lớn nữa. Một thế trận rất cân bằng, một thế trận rất 50-50 đến từ cả hai bên. Đồng ý đang có những sự chênh lệch đến từ các khu vực đường. Cụ thể đường trên vẫn đang là chênh lệch dành cho Wayward, đường dưới vẫn đang là chênh lệch dành cho Gala. Nhưng những chênh lệch này là những chênh lệch hoàn toàn chấp nhận được. Còn đây là tình huống dịch chuyển băng trụ đến từ phía của Toy Sport. Liệu có quá mạo hiểm hay không đây? Nai lấy được tóc biến rất đơn giản của đối thủ. Bin thì đã không còn chiêu cuối nữa, cho nên nếu như có kêu gọi thêm Way và người đồng đội của mình là Min di chuyển xuống đây thì cảm giác như nó vẫn không thể nào có thể giúp ích được gì. Cho nên quyết định đến từ những người đồng đội của Bin đó chính là đi ra những lane còn lại để tiếp tục gia tăng chỉ số farm. Và Gala vẫn đang làm rất tốt, nãy giờ chúng ta không để ý Gala. Và Gala vẫn đang âm thầm có được chuyện chỉ số farm cho bản thân của mình và tiếp tục nâng cấp lượng trang bị thêm một khoảng thời gian nhất định nữa. Sẽ còn thêm một tương lai nữa mới có thể giúp cho Gala có được một nguồn sức mạnh nhất định. Còn trong đó, Jacky Love đã có xong nước mắt, anh ta đã tích xong nước mắt. Khả năng gây sát thương đến từ Jacky Love trong khoảng thời gian này là rất đáng nể. Và Toy Sport vẫn đang ở trong giai đoạn mà sát thương của họ được đánh giá cao hơn so với lại RNG. Với hai món trang bị đã hoàn thành xong đến từ Jacky Love và cộng kèm thêm một con Irelia, chỉ cần cái gươm đồ tể. Xin lỗi các bạn, đó là chỉ cần cái gươm si phong là đủ rồi. Một cú anh chàng dẫn lối đến từ Gala để có thể đẩy lui bên phía Toy Sport ra khỏi cái trụ của mình. Đó là cú húc đến từ sứ giả chắc chắn sẽ được đưa ra. Cú húc này, tôi nói hơi sớm, đó là cú húc không được đưa ra đến từ con sứ giả thứ hai của ván đầu đến từ phía Toy Sport. Cú trừng phạt kết hợp cùng với đòn đánh tay và có mắt sứ giả đến từ phía RNG khiến cho con sứ giả đã không thể hiện được cú húc và trụ đứng giữa vẫn còn, tức là Gala vẫn còn một thứ công cụ bám víu vào để có thể tiếp tục gia tăng thêm nhiều farm đến từ Aphelios của anh ta. Ở thời điểm ba món trang bị trở lên thì tôi nghĩ rằng Aphelios sẽ khỏe hơn Saiya rất nhiều về khả năng gây sát thương. Ở tầm hai món trang bị thì Saiya vẫn là một vị tướng, đây các bạn đã thấy thua tầm hai mấy CS, nhưng tôi tin rằng lượng sát thương đầu ra đến từ một Saiya có cái thần kiếm Uramana sẽ là một lượng sát thương không hề nhỏ đến từ Jacky Love nếu như anh ta được gây sát thương. Sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa chúng ta mới thấy được những pha giao tranh, và có lẽ như gần nhất là việc cạnh tranh cho con rồng tiếp theo của ván thi đấu, con rồng đất. Chắc chắn là hai bên đều sẽ muốn có, đặc biệt cách việc của Top Esports khi mà họ đang có được rất nhiều những vị tướng tay ngắn thì nhiệm vụ tiên quyết của họ là phải có được một mức độ chống chịu nhất định để tránh trường hợp những lượng sát thương tay dài, và đặc biệt là Aphelios bên kia có thể phá giải đi cái lượng giáp mỏng manh của họ. Nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu của Top Esports là như vậy mà thôi. Và người đang được tiên phong cho phương pháp lấy được con rồng ở trong giai đoạn tiếp theo phải là Wayward. Wayward phải là người đẩy được cánh, Wayward phải là người có thể làm được tất cả những nhiệm vụ được yêu cầu trước đó sau khi anh ta có được trụ, đó là liên tục đưa cho Bin farm lính ở bên trong trụ. Và nếu như anh ta làm được điều đó thành công, cái dịch chuyển của Wayward sẽ mang lại rất nhiều lợi ích dành cho Toy Sport. Việc dịch chuyển hơn người, việc tạo ra được những tiền đề khá lớn về mặt dân số sẽ giúp cho bên phía Toy Sport cực kỳ dễ dàng bước vào những tình huống giao tranh. Trước đó với một con Na sẽ luôn chật vật trong việc tìm được cái lượng nộ thì đây cũng sẽ là một điều khó khăn mà chi họ sẽ cần phải lưu tâm tới. Rồng đã xuất hiện, chuẩn bị xuất hiện, và Toy Sport bắt đầu có những con mắt, bắt đầu có những lượng tầm nhìn và bắt đầu chiếm được khá nhiều lợi thế về mặt địa hình ở trong những tình huống cần thiết. Bin thì đang cố gắng để check xem là Wayward có dịch chuyển hay không. Dịch chuyển được dùng đến từ Xiaohu. Dịch chuyển được dùng đến Xiaohu. Đây là một pha bắt à, họ định bắt Wayward chứ họ không định tranh chấp con rồng. Xiaohu đang di chuyển tới, anh ta đang muốn gây hoảng sợ, ta đã gây hoảng sợ thành công, ta bung ra cả chiêu cuối, Wayward cũng bung ra cả chiêu cuối của mình. Nhưng ta đang bị đẩy vào trong thế khó và đó là màn cũng quá đáng tiếc. Đây là chùm Min. Nếu như dành cho Xiaohu tôi nghĩ là đó là một kết cục được dành cho phía RNG. Nhưng một mạng đổi một rồng, thậm chí là họ có thể mất đi chung một khu đường giữa, có lẽ là một tình huống trao đổi không lời cho phía RNG. Đây thực sự là một tình huống trao đổi không có lời cho phía RNG. Kể cả là họ có được Wayward sau đó ép vào Baron nữa thì tôi nghĩ là cơ sở để ép Baron nó cũng không phải là quá rõ ràng cho RNG nữa. Bởi vì nếu như ép Baron thì đối phương sẽ có một tư thế 4 đánh 5, vẫn có thể câu kéo thời gian được. Và chắc chắn là một con Irelia còn dịch chuyển sẽ trở lại Baron rất nhanh.
Hãy cùng nhìn lại một quyết định bắt lẻ đến từ phía của ANG khi họ không có nhiều tầm nhìn lắm quanh khu vực hang rồng. Họ quyết định bỏ con rồng đó, nhưng đừng quên đó là rồng 3 cho TOT Esports nha. Một con rồng giúp cho bên phía của TOT Esports sẽ có áp lực rất lớn tại con rồng tiếp theo. Đúng là như vậy. Và TOT Esports sẽ còn tự tin hơn ở trong giai đoạn sau, ở trong những tình huống giao tranh nữa. Cũng không thể là trách các thành viên của ANG được, bởi vì họ không thể nào có thể suy nghĩ tới chuyện là một con Aphelios ở thời điểm đó chưa có hai món, và đối đầu với lại một con Seiya phía bên kia đã có được hai món trang bị rồi, cộng kèm thêm việc là một cú dịch chuyển đến từ Wayward nữa, tức là đội hình của TOT Esports họ tương đối mạnh. Chưa kể đến siêu hùng giáng thế, đối trường quỷ diệt, những thứ công cụ quá khủng khiếp để khiến cho bên phía của ANG họ cảm giác là họ bị vơi đi ở trong những thủng giao tranh, đặc biệt là những giao tranh địa hình hẹp, cho nên quyết định bỏ để có thể khai thác vào những mục tiêu còn lại là một điều dễ hiểu dành cho bên phía của ANG. Đồng ý là nó không lỗ, nhưng thôi kệ, có còn hơn không. Và ANG sẽ cần phải hướng đến giai đoạn tiếp theo của ván thi đấu, và đặc biệt hơn hết là họ sẽ cần phải tiếp tục cho Gala những nguồn trang bị nhất định nữa. Thực ra chỉ với cái thiết kiếm thì cảm giác như Gala vẫn còn sẽ hơi bị mông lung trong việc gây sát thương. Ta sẽ cần tới cái món trang bị thứ ba mới có thể giúp cho con Aphelios này bắt đầu có được những tiếng nói khá lớn. Còn tạm thời trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của ANG là chơi xoay quanh Gala để giúp cho Gala luôn luôn farm lính ở trong tư thế an toàn mà không hề lo sợ mình sẽ bị bắt lẻ bởi cái đội hình này. Di chuyển vào tung ra chiêu cuối làm chậm hai người. Thiên vừa đội trưởng không thành công ai cả. Nay đã sử dụng băng trưởng vĩnh cửu nhưng anh ta đang hơi lão. Anh ta đã bị giữ chân lại, Miên lao lên tấn công lên tốc biến của đối thủ. Thái giờ sang bung ra, Mark đang đứng. Anh ta đâm một pha đẩy về rất tốt đến từ Bin và Mark đã phải nằm xuống. Bin đang khá khỏe nhưng lập tức anh ta đã chết dưới những sợi lông của Zack Killer. Siêu hùng chẳng thể được bung ra sống âm trúng. Dám lao vậy không câu trả lời đang là không. Nay năm đấm công lý bỏ chạy đi. Thiên đang phải tung ra chiêu cuối để có thể bỏ chạy. Gala đang lao vào. Ôi người lao vào đánh ơi ổng là Miên. Và Miên đang cố gắng sử dụng đồng hồ của mình, quay quốc phim này đang cố gắng bơi nhưng ta bơi không đỡ, ta sử dụng đồng hồ được rồi. Anh ta vẫn còn sống, anh ta đang cố gắng bơi, anh ta chặt không nổi. Gala đã có thể mang lại màn hạ gục cho Xiaohu. Và đó là pha chơi mà các thành viên của ANG hiện tại họ đang khá hài lòng với ba người còn sống. Trong đó TOTSPORT chỉ còn mỗi Zack Killer và Nai. Nhưng với lượng máu hiện tại thì liệu rằng ANG có đủ sức ép tại Baron hay không đây? Câu trả lời có lẽ là không, họ không dám tiến ra Baron trong tình huống này. Là một tiếng giao tranh không có mục tiêu lớn đến từ cả hai bên, một pha giao tranh không có rồng, không có trụ. Chúng ta cùng nhìn lại một tiếng mở có phần hơi vớn đến TOT Esports. Đây, Nai đã đâm vào hơi sâu để có thể mở và đồng đội của anh ta ở quá xa trong tiếng vừa rồi. Và đây là cái bức tường đến từ cái map đấu này, map đấu linh hồn rồng đất, tạo ra một bức tường giúp cho Bin có một cú chiêu cuối rất đẹp. Đồng ý là anh ta nằm xuống nhưng cái lượng hiệu khống chế mà anh ta mang lại là cái khoảng thời gian mà anh ta tạo ra được dành cho Gala là quá lớn. Và mình với những nỗ lực mở của mình đã giúp cho bên phía của ANG câu kéo được rất nhiều tài nguyên và thời gian của đối phương. Và đó là khoảng trống đủ để Gala có thể có được lượng sát thương đầu ra đến từ một Aphelios đã hai món trang bị rồi. Với một cái huyết kiếm, khả năng hút máu lại đến từ Gala giúp cho anh ta sống sót và không phải trả mạng dành cho Wayward. Và đang là một đà thăng tiến sức mạnh quá tốt đến từ xạ thủ của ANG trong ván thi đấu này. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài những tình huống trao đổi hòa về lượng tài nguyên như vậy, tôi tin rằng ngưỡng vô cực kiếm sẽ giúp cho Gala có được một đột biến sức mạnh rất lớn trong ván đấu này. Đồng ý. Vẫn đang là điều kiện cần đến cà phê của ANG, đó chính là họ cần phải có cái vô cực kiếm nào tại của Gala. Và một phút mấy nữa liệu là có đủ hay không? Ta đã có được cái mạnh mắt nhất của vô cực kiếm rồi, đó là kiếm BF. Thế một khoảng thời gian nữa sẽ có thể hoàn thành xong được vô cực kiếm. Đồng ý là lượng trang bị này đang khá mắc, nhưng nó không có nghĩa là Gala sẽ hơi bị bất lực trước những nguồn sát thương của đối thủ. Sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa mà thôi. Nhưng có một câu hỏi tôi đặt ra là liệu từ đây cho tới cái thời điểm mà con rồng tiếp theo xuất hiện thì Gala đã kịp hoàn thành xong được món trang bị vô cực kiếm hay không? Với thêm một vấn đề lớn nữa là liệu cái tóc biến của Gala nó có thể trở thành cái nhược điểm của con Aphelios này ở trong khoảng thời gian sau, và đó có thể là một cái lỗ hổng rất lớn để có thể giúp cho bên phía của TOT Esports khai thác vào ngay lập tức và đánh chặn thẳng một nguồn sát thương khủng khiếp nhất mà ANG đang sở hữu. Bây giờ thì để xem Bin sẽ có lượng nộ là bao nhiêu khi anh ta đang đó là tiếng mở đến từ Wayward. Và ngay lập tức Gala đang là mục tiêu được chọn, nhưng Gala đã có thể thoát đi chiêu cuối được bung ra. Miên vẫn còn đang sống và ta đã phải nằm xuống. Vẫn đang là Gala với nguồn sát thương đang được bắn, nhưng Quay đã kịp sút ra sống âm trúng bay vào đá dứt điểm của Quốc Trăng. Anh ta đã dứt điểm được Quốc, anh ta tóc biển bỏ chạy đi. Điểm bên này Sohu bị ăn cái đúp của mắt và anh ta nằm xuống. Zaki lớp tung ra chiêu cuối, Gala đang bắn rất rác. Gala đang có cơ hội để gây sát thương lên ba người còn lại. Thiên tóc biển bỏ chạy, Miên quăng cục đá hụt và ngay lập tức Quay cũng sống âm không trúng. Cơ hội cho ANG là đây rồi. Họ khai thác Thiên, họ khai thác Gala nhưng họ đang không thành công. Thiên thì đang cố gắng bỏ chạy, anh ta phát hiện thấy được Quay, anh ta đang gây sát thương lên của Quay, anh ta đang chặt chém lên của Quay, nhưng Quay vẫn khỏe, không thua kém như Thiên cả. Nai phải chạy ra để hỗ trợ đội của mình, sống không trúng được. Quay quá xui, nếu như ta dứt điểm được Thiên thì con rồng nó mở ra rất lớn cho KTV của ANG. Nhưng bởi vì trong tình huống vừa rồi Quay lại không có một pha sống mâm thành công. Biết thì đang đợi lượng nộ của mình nữa, nhưng lượng nộ này nó hơi ít. Anh ta sẽ cần sự phục vụ đến từ những con lính đang muốn chưởng chữ vào ngựa Quay, gây sát thương lưng ngựa Quay. Ôi Zaki Love, một pha rút lông quá tuyệt vời của Zaki Love. 10 đều nhưng TOT Esports vẫn đang là đội có được một thế giao tranh cực kỳ tuyệt vời hơn. Quay vẫn còn sống nhưng lượng máu đó rồi, trong cái đó dịch chuyển đã được bung đến từ Wayward rồi. Bin cũng đang, xin lỗi các bạn là Nai cũng đang chờ đợi cho cái dịch chuyển của mình có. Xin lỗi các bạn là để có thể dịch chuyển một góc nào đó, nhưng ta không cần tới, ta chỉ cần đi bộ mà thôi. Quay đang rất yếu máu,
Quay đang cố gắng kêu gọi những người đồng đội. Ôi! Tiên đã đầm, chiêu cuối bung ra cơ hội. À không được. Rất đáng tiếc. Cái thời điểm quay đầy máu thì lại là thời điểm con rồng nó còn quá ít. Sahu đã tỏa sáng rất đúng thời điểm gây ra chiếc điểm đầu tiên. Nhưng cái đáng tiếc là cái trừng phạt của quay nó lại không được bung ở cái khu vực hàng rồng bởi vì tao quá yếu máu. Nhưng không sao, cơ hội Baron vẫn có đó. Anh ta mải pha bãi người đá để hút máu lại và anh ta đang sóng ngâm hụt cả con cua nữa. Anh ta hụt không ít những pha sóng ngâm trước đó và khiến cho Thiên sống sót. Nhưng bây giờ khi mà Thiên đang trên bảng đếm số thì đó là cơ hội mở ra cho phía Anji trong việc ép vào con Baron đầu tiên bản đấu này. Họ có DPS đến từ thang hoa luân của Gala. Đây là dạng súng quá đẹp của Gala để ăn Baron. Đối phương không có trừng phạt bắt buộc cho Toy Sport phải dùng linh hồn rồng đất để mở giao tranh. Nai phát hiện thấy Minh và đây là tình huống 2 đánh 1 đang khiến cho Nai gặp nhiều khó khăn. Mắc lao và tấn công, thấy được Gala xong thuốc chữa với người Gala. Gala đang phải bỏ chạy bằng cung phong linh của mình. Gala đã né được toàn bộ những bộ chiêu cuối và đó là Baron cho các thành viên của ONG. Họ đang nỗ lực để có thể tìm ra những mục tiêu còn lại. Đó là ánh trăng dần lối bung ra từ Gala đã không đủ chuẩn xác, nhưng súng tiên lý đang chiếm cho khoảng cách bắn từ Gala vô cùng tuyệt vời. Mắt phía bên này sao là các bạn là quay quốc phía bên này đang gõ cho ta gõ không đủ ai cả. Baron cho ONG và họ còn có thêm những mạng cùng cho bản thân của mình nữa. Họ đang rất lợi thế về lượng kinh tế. Đúng là họ đang lợi thế rất lớn về mặt kinh tế khi vừa có được rất nhiều mà hạ gục, cộng với đó là con Baron đầu tiên của ván đấu này. Top Esports có được linh hồn rồng đất, nhưng khi mà Thiên nằm xuống đến như vậy thì việc mất đi Baron có lẽ sẽ là một điểm lùi rất lớn trong ván đấu đến từ bên phía Top Esports. Một quyết định ép giao tranh đến từ Top Esports trong tư thế thiếu người. Họ bắt buộc phải làm điều đó bởi vì nếu như không, đối phương sẽ có được Baron. Họ không có cách nào để cạnh tranh trừng phạt với đối phương cả khi người chơi đi dùng của họ đang trên bảng đếm số. Nhưng tình huống giao tranh ngay sau đó đến từ bên phía của Anji là quá mẫu mực. Bin với Na khổng lồ đã có đủ khả năng chống chịu để rút ra, mình cũng tương tự là như vậy. Còn đó là pha sửa sai rất hay đến từ Wei khi anh ta thực hiện những tình huống sóng âm vô hình cước chuẩn xác vào Jackal Up. Và sau đó là một tình huống nội lọc cưỡng hai người giúp cho họ có thêm mạng của Wei. Chúng ta nên nhớ hai pha giao tranh liên tiếp mà các thành viên của ONG họ có lợi thế và họ giành thắng lợi. Đó là hai pha giao tranh mà Gala không cần xài tại cái tóc biến, người ta không có tóc biến. Anh ta không cần phải đụng tới tóc biến và không có bất cứ một cái gì có thể cản anh ta cả. Mặc dù đối thủ đã rất nỗ lực, mặc dù Wei Quốc rất muốn bung chiêu cuối vào người của Gala, nhưng mỗi lần ta bung, Gala lại luôn biết cách làm sao để thể né và thoát được nó. Và liên tục những tình huống siêu hùng giáng thế, không tài nào có thể nhắm được vị trí của Gala để có thể hất tung lên. Thì đồng nghĩa việc Gala có dư sức để có thể xả toàn bộ những lượng đạn của mình. Thêm một điều nữa là vừa rồi thăng hoa lưng đến từ Gala đó một số lượng đĩa nộm rất là nhiều. Và chính điều đó giúp Gala rất tự tin, nếu như ai la vào, người ta bắn là bốc hơi ngay lập tức. Cho nên ta không hề lo sợ, ta không hề lo ngại. Nhưng nó có một vấn đề lớn ở đây là Top Esports đang có được con rồng đất. Đây cũng sẽ là điều mà các thành viên ONG họ sẽ hơi khá quan ngại một tí xíu về khả năng chống chịu. Nhưng pha rút lồng về của Jack Club nó vẫn đang đạt một ngưỡng chất lượng khá cao. Quay đang muốn có pha sút, nhưng nhiệm vụ của ta chỉ đơn giản đẩy đối thủ về và tận dụng bù lại Baron để có được trụ hai mà thôi. Trụ thứ tư dành cho ONG trong ván đấu này. Họ đã có được lượng kinh tế nhỉnh hơn trông thấy sau Top Esports sau khi có được Baron. Chênh lệch đó lên tới con số 6.000 tiền, không phải là một chênh lệch ít về mặt trang bị tại thời điểm phút thứ 31. Có linh hồn dùng đất thì Toy Sport chắc chắn sẽ cần phải suy nghĩ nhiều về phương án giao tranh, bởi vì từ nãy đến giờ các bạn thấy là không có bất kỳ một áp lực nào dành cho Gala cả. Và đừng quên rằng đồ của Aphelios nó bắt đầu nhiều hơn so với dạng trước đó rất nhiều rồi, với vô cực kiếm vừa được hoàn thành đến từ Gala. Tốc biến thanh tẩy cung phong linh và cả đồng hồ nhỏ đến từ xạ thủ của ANG. Việc bắt anh ta trước đó đã khó, bây giờ sẽ càng khó hơn. Và nếu như không bắt được anh ta thì lượng sát thương này có bao nhiêu linh hồn dùng đất cũng chịu không nổi. Đúng là như vậy, Wei đang muốn có pha sút về hay chăng đây, anh ta đang bị giữ chân lại và nhiệm vụ của ta đã tạo áp lực tạo những khoảng trống lớn để cho Gala có thể băng di chuyển vào mà không hề lo ngại mình bị tác động bởi bất cứ một khu vực nào, bất cứ một cánh nào của phía Top Esports cả. Vẫn đang là Gala, vẫn đang là một xạ thủ cực kỳ đánh giá cực kỳ cao và quan trọng hơn hết. Có thể nắm ba mối đang bị một cái giá cực kỳ mắc ở trong khoảng thời gian này nữa. Nhiệm vụ của Gala sẽ là tỏa sáng và ta liên tục đang có những màn trình diễn rất chất lượng. Hai khẩu súng đang không ổn lắm. Nhưng Wei Quốc đang đứng đợi liệu anh ta có thể tung ra bộ kỹ năng e không. Wei Quốc đang đứng hơi hố và ta liên tục bị gây sức từ cánh trăng dần lối bung ra và nó lấy được cái giáp thiên thần. Cơ hội cho ONG là đây rồi, hình như là Wei muốn xuất ngoài đó nhưng ta đang bị giữ chân lại, ta đã bị dính lông và ta sẽ nằm xuống ngay chăng. Anh ta bị mất giáp thiên thần mà thôi, vẫn sẽ có những sự hỗ trợ. Jack bắt buộc phải sử dụng thanh tẩy, Bin lao vào tấn công, Bin bị ôm ra, Bin đang cố gắng đẩy sử dụng nhẫn thể đáp xuống để hỗ trợ. Lee Sin đã hy sinh, phía bên này Bin cũng đang bị dứt điểm. Bin Wei Quốc và ta đã nằm xuống, nhưng đây là Gala với tóc hoa lưng và ta đang sẵn sàng xả sát thương vào toàn bộ thoại tuyến còn lại của Top Esports. Và Gala ta bắn này, ta không cho ai bất cứ một cơ hội nào để có thể thở cả. Và ONG họ vẫn đang tiếp tục tìm ra những công trình. Họ vẫn còn đó Gala thì họ dư sức lấy được cái nhà lính của đường trên. Một sai lầm đến từ Wayward khi anh ta đứng lên quá cao và anh ta ỉ vào cái tắc thiên thần của mình. Một ván đấu mà Toy Sport dồn tài nguyên lên cánh trên, nhưng khả năng gánh đội đến từ một Irelia gặp quá nhiều những khó khăn khi đối mặt với anh ta đang là một Gala, một Aphelios đã có quá nhiều trang bị. Và hãy nhìn đi, những tình huống giao tranh diễn ra và Gala không mất máu. Anh ta hoàn toàn không hề mất máu trong những tình huống giao tranh gần đây. Anh ta thậm chí tốc biến lên trước mặt đội hình của bên phía Toy Sport để gây sát thương với dạng thang hoa luân, cho thấy được cái sự tự tin của Gala, cho thấy được thời điểm hiện tại anh ta mạnh đến như thế nào.
Và bên phía Toy Sport, họ rất may là chỉ mất đi một đường lính siêu cấp trong tình huống này mà thôi, chưa bị kết thúc ván thi đấu. Cơ hội dành cho bên phía Toy Sport mặc dù vẫn còn nhưng nó sẽ càng trở nên khó khăn hơn ở những tình huống giao tranh sau, khi mà lượng trang bị ngày càng có những sự chênh lệch. Bây giờ chênh lệch về tiền đã lên tới con số 7.000 mấy, 8.000 tiền rồi, chúng ta hãy cùng nhìn lại. Cái khả năng gây sát thương đến từ phía RNG khiến cho một Irelia tụt máu từ 100% về con số 0. Còn quay ở phía bên đây thì ta rất muốn suốt Jackie Love về, nhưng mà đáng tiếc thay là tốc độ của ta không đủ nhanh để có thể làm được bất cứ một điểm gì tốt cả. Nhưng không sao, ở tuyến là sao vẫn là một Gala với một sức sát thương rất đáng để thầy khen ngợi. Còn trong khi đó, Tosmok họ mới tung ra tất cả những bộ kỹ năng họ dùng để khai thác Gala, chỉ đơn giản là để bảo kê cho được Jackie Love, tránh trường hợp Jackie Love trở thành mục tiêu số 1 được nhắm đến bởi các thành phần còn lại, các thành viên còn lại của bên phía RNG mà thôi. Thì vẫn đang thể hiện rất xuất sắc, và nhiệm vụ của họ đó chính là tranh đoạt cho bằng được con rồng ngàn tuổi này. Đây là con rồng nó quyết định cả ván thi đấu rồi. Đồng ý là tới Sport hiện tại họ đang gặp rất nhiều vấn đề, nhưng với việc có được con rồng ngàn tuổi thì họ vẫn sẽ tự tin mà thôi. RNG đang không cần phải vội vã, họ đang sở hữu một Gala rất khỏe khoắn, nhưng mà tốc biến cũng không có. Đây là cái vấn đề lớn của Gala. Gala sẽ cần phải suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này. Pin từ đằng sau với một con Na nửa thanh nộ sống âm trúng, quay muốn bay vào đá không, mắt đang cố gắng hỗ trợ đồng đội của mình. Đó là pha tung chiêu cuối thành công, Zack Lop mất đi chiêu cuối của mình. Anh Trăng vào lối bung ra và Zack Lop đem chỉ cho là ta đã nằm xuống rồi. Phía bên này thì Wayward và Mark chạy về tới cái trụ hai mà thôi. Quá khó khăn cho Tosport, họ không còn xạ thủ. Con rồng ngàn tuổi trước mặt của họ, cơ hội đâu để cho bên phía Tosport họ có thể tranh cướp đây. Họ chờ đợi vào pha cướp của Thiên, nhưng tôi nghĩ Thiên tầm này không tài nào có thể làm được bất cứ một điều gì cả. Một con rồng miễn phí sau một màn trình diễn rất xuất sắc, lại một lần nữa gọi tên Gala. Gala và Xiaohu. Xiaohu đã làm công việc khó khăn nhất, đó chính là băng vào với cú chiêu cuối của mình và hoảng sợ ba thành viên phía Toy Sport. Và phần việc còn lại dành cho Gala là nhấn một cú anh chàng dẫn lối để kết liễu Jackie Love. Bộ đôi bên phía của RNG, bộ đôi carry bên phía của RNG đang thực hiện những tình huống mở giao tranh và kết hợp với nhau quá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Một góc di chuyển rất tù đến từ bộ ba bên phía của Toy Sport. Họ có ba người là TN9 cùng với Jackie Love đi chung với nhau mà không ai có thể hóa giải cú chiêu cuối này cả. Không trúng người này cũng trúng người kia. Và để rồi cú hoảng sợ ba người cộng với anh chàng dẫn lối ở dạng gì đi chăng nữa thì thực sự của nó vẫn là đủ để khiến một Saiya không còn chiêu cuối phải lên bảng. Và tất nhiên rồi, có rồng ngàn tuổi thì đồng nghĩa với con Baron thứ hai, và đấu cũng không đi đâu xa khỏi túi phía của RNG cả. Và họ đã có được hai mục tiêu lớn đủ để kết thúc bản đấu này. Đúng là như vậy, họ chỉ còn cần thêm một vấn đề thời gian nữa mà thôi. Còn trong khi đó lại một lần nữa phải gọi tên Gala. Tại vì sao? Từ nãy giờ trong những tình huống giao tranh, chúng ta thấy rõ ràng là gần như là trên 80% Gala không có tốc biến, nhưng anh ta không hề bị động đến. Và đôi khi đối thủ muốn động đến cũng không có thể tác động được vào người của Gala. Đơn giản khả năng giữ khoảng cách đến từ Gala là quá xuất sắc đi, thì khiến cho Tosport từ nãy giờ đang rất bất lực. Họ chọn một đội hình chỉ để đơn giản họ khiến cho con Aphelous này phế trong những pha giao tranh. Nhưng để có thể phế thì trước hết họ phải xóa hai chữ Gala trước cái đã, rồi hẳn suy nghĩ đến chuyện là làm phế được con Aphelous này. Một màn trình diễn rất thuyết phục đến từ không chỉ mỗi Gala mà các thành viên còn lại của ONG vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và họ đang băng di chuyển vào trong khu vực. Đây là thăng hoa lân, nên nhớ đây là thăng hoa lân, ai đụng vào Gala thì người đó sẽ nằm xuống, đơn giản như vậy mà thôi. Bù lại Baron đang được hỗ trợ. Ơi hơi tiếc đây là một con lính đánh xa, nhưng không sao, quay lính xa nó sẽ hỗ trợ rất tốt. Thiên đang cố gắng chặn lính thì phải, tôi thấy Thiên như đang cố gắng chặn lính. Quay qua phía bên này thì đang nỗ lực để phá thì những con lính ở tiếng trước, một pha la vào đến từ quay. Quay đang muốn xuất ngoài đó ra, thấy chưa, sang khá là ổn, nhưng các thành viên của đối thủ đang muốn gắn lao vào người của quay. Zack Club đã phải nằm xuống với sức sát thương đến từ Minh. Tiếp theo sẽ là đây, Nai đang muốn bơi, mắt đang muốn bơi nhưng bơi không nổi rồi. Hãy nhìn Gala cầm thăng hoa lân và bắn toàn bộ lên của đối thủ. 22-13, RNG dẫn trước với tỷ số 1-0. Thiên vẫn đang chặn lính, nhưng RNG nói rằng chúng tôi không cần lính để kết thúc bản đấu này. Một tình huống giao tranh rất một chiều diễn ra với lợi thế đến từ rồng ngàn tuổi và cả bộ lợi Baron thứ hai vào đấu nữa. RNG có ván thắng dẫn trước trong cặp trận BO5 này. Đã có những thời điểm chúng ta thấy rằng Toy Sport vươn lên dẫn trước, nhưng ngần đó là không đủ. Những lợi thế đến từ rồng, kể cả đó là linh hồn rồng, cũng không đủ để khỏa lấp đi cái chênh lệch về mặt chất tướng về cuối ván đấu cũng như chênh lệch về đồ tại thời điểm đó. RNG vẫn là đội tuyển xuất sắc hơn ở ván đấu đầu tiên, và cơ hội thì vẫn còn cho Toy Sport thôi, nhưng chắc chắn họ sẽ cần phải thay đổi rất là nhiều. Một ván thi đấu họ đánh được cánh trên dành cho Wayward, nhưng khả năng carry đến từ Wayward không thể nào vượt qua được khả năng carry đến từ Gala phía bên kia. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nghỉ ngơi trong giây lát trước khi trở lại với những diễn biến của ván thi đấu thứ hai.